chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Hội tò mò cũng vội chuyển góc nhìn theo hướng của chúng, sau đó thấy được một ID còn hot hơn, quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu không phải nhân vật cấp cao nhất khu 10, nhưng tuyệt đối là kẻ hot nhất, và còn là kẻ lợi hại nhất trong lòng nhiều người. Bọn chúng đang đợi quân Mạc Tiếu ư, hội tò mò cảm thấy ngờ ngợ, chợt nhìn thấy bên cạnh quân Mạc Tiếu còn một vài nhân vật, không đợi mọi người thấy rõ tên từng người, mỗi nhân vật đã cùng biến mất. Nhân vật biến mất ở cửa phó bản, tất nhiên là vì vào bản mà đám kỳ quái đứng ngoài bản lại ngây dại như tượng điêu khắc. Bên cạnh đó, xếp xong đám người kỳ quái, vẻ mặt của bảy tổng hội trưởng công hội lớn dần trở nên khó coi. Rõ như ban ngày, nó đang chơi tụi mình, thiên nam tinh của Trung Thảo đường trình bày quan điểm của mình. Hội trưởng Yên Vũ Tòa Lâu của Yên Vũ Lâu là khó coi nhất bọn, công hội của họ thiệt nhất đêm nay, mà hành động hiện tại cũng do gã hăm hở tổ chức tập hợp các công hội lại, những tưởng có thể mượn cơ hội dở trò, kết quả một đám khốn khổ đứng ngoài cửa phó bản, tiến thoái lưỡng nan. Suy nghĩ của gã thật ra rất đơn giản, vì các công hội của họ nhạy cảm với hình tượng câu lạc bộ, nên sau khi quân Mạc Tiếu gióng chống khua chiêng thành lập công hội, dù rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt thực lực, ngoài mặt chỉ đành nề nếp quy củ, rồi âm thầm dở trò sau lưng. Mà hiện tại, đám quân Mạc Tiếu phản kích và đuổi giết họ dữ dội, thậm chí đuổi từ Hồ Thiên Ba đến tận thành tội ác. Hồ Thiên Ba không có người chơi khác, các công hội lớn có thể đánh sáp lá cà, còn bên thành tội ác, họ buộc phải chú ý sức ảnh hưởng nhưng quân mạc tiếu đang chiếm thế chủ động nếu bọn chúng xuống tay với các công hội lớn ở thành tội ác họ có thể thuận thế phản kích lý do giành giành đấy đách thằng nào nói được họ ngay khi biết được đám quân mạc tiếu đuổi tới thành tội ác yên vũ tỏa lâu vốn đang bi phẫn nhanh chóng ngẫm ra suy nghĩ ấy người có thể lãnh đạo một công hội dưới chứng câu lạc bộ không phải chỉ có mỗi kỹ năng lệ rơi đầy mặt chuyện quân mạc tiếu xuất hiện người chú ý không phải chỉ mình yên vũ lâu sau khi nhà nhà nhìn thấy, bèn ngồi thương lượng đối sách, nhất là ba công hội vừa bị ăn hành như Trung Thảo Đường, Hoàng Phong và Đạp Phá Hư Không. Tuy tổn thất mọi nhà mỗi khác, nhưng tâm tình bi vẫn không kém bao nhiêu. Chính vào lúc này, Yên Vũ Tỏa Lâu bất chợt liên hệ từng thằng, trình bày kế hoạch của mình. Lũ hội trưởng vừa nghe, lập tức thấy đây quả thực là cơ hội tốt. Nếu chuyện mượn đao giết người này thực hiện thành công, thậm chí có thể khai chiến với công hội hưng hân luôn, rồi ưu thế thực lực toàn diện của họ sẽ lộ lộ ngay vì thế mỗi công hội lớn điều binh khiển tướng triệu tập những em trung trinh đang trong giai đoạn cấp bậc ở thành tội ác bất kể không thể thuận thế khai chiến họ cũng quyết phải dùng ưu thế nhân số tẩn cái đám quân mạc tiếu một trận cơ mà đầu tiên họ phải chờ đám quân mạc tiếu ra tay trước công hội dưới trướng câu lạc bộ cũng có nỗi khổ yên như những danh môn chính phái trong tiểu thuyết võ hiệp hành sự phải có lý không thể muốn gì làm nấy như đám thổ phỉ trên núi mấy phút trước mọi người còn đang dốc lòng tránh né sự đuổi giết của quân Mạc Tiếu. Giờ đổi địa điểm, họ lại hết sức mong mỏi quân Mạc Tiếu mau hành hạ họ. Ai dè, quân Mạc Tiếu chẳng chút hứng thú với đám tạp nham chưa tới 40 này. Đám hội trưởng biết mục tiêu của đối phương không ở đây, mỗi nhà bèn hú thêm mấy em trên 40, những nhân vật đứng top 100 trong bảng nhằm thu hút thù hận. Tiếp đấy cả bọn dòm theo 5 người quân Mạc Tiếu vào phó bản thành tội ác. Nhóm hội trưởng ôm đầy mong chờ, nay cõi lòng tê tái không thấy chăng, có người đoán, đéo thể nào, nhiều đây còn không thấy, dễ thấy vậy mà. Kế hoạch đang rất phù hợp, từng tổng hội trưởng đều lên clone, đích thân tới hiện trường quan sát. Ngoài cửa phó bản, đám nhân vật top 100 của nhà mình diễu võ dương oai, sán lạn hơn người như này, làm thế quái nào không thấy chứ. Chờ tí nữa, có kẻ đề nghị, chờ đi, bố trí trước, chờ chúng ra phó bản. Cho nên xuất hiện cảnh tượng lúc ban đầu, nhiều nhân vật cùng được mặt đứng đấy, nghiêm cẩn chờ đợi đám quân mạc tiếu ra khỏi phó bản, sau đó cung kính mời quân mạc tiếu đại nhân có thể hành họ chút thôi, vậy thì cả bọn mới thuận thế phản kích được. Trời không phụ người có lòng, họ rốt cuộc đợi được, cả bọn vào tư thế sẵn sàng. Chuẩn bị tốt đòn tấn công, đứng sẵn vị trí dễ bị tấn công nhất, chờ quân mạc tiếu hành hạ. Kết quả góc nhìn của quân mạc tiếu chẳng thèm chuyển về phía họ, chui vào phó bản lần nữa. Hội trưởng thiên nam tinh của Trung Thảo Đường trước đấy còn nghi ngờ quân mặc tiếu quả thực không thấy hay cố ý vở như không thấy, nay rốt cuộc đưa ra kết luận chắc chắn, bị chơi rồi. Nửa tiếng này, đội tinh anh của tụi mình không đi luyện cấp, đa số đội dự bị cũng chuyển thành lính gác luôn. Thiên nam tinh bảo, chậc thằng này quá giảo hoạt, yên vũ tỏa lâu bất lực nói, chút trò ấy nó biết mẹ hết rồi, lừa sao nổi nó. Còn mượn tay chúng ta lãng phí thời gian của ta nữa chứ. Mã đạp tây phong buồn bực bảo, cả đám im ỉm, quả thật, những điều bất dĩ của công hội có câu lạc bộ, người thường không thể hiểu, còn kẻ xuất thân từ tuyển thủ chuyên nghiệp như đại thần Diệp Thu Há lại không hiểu. Người ta biết hết từ lâu, ở một nơi thế này, bọn họ không thể công khai ra tay với hắn. Nếu muốn ra tay cũng phải phái clone, nhưng mọi sự phát triển đến nay, mỗi clone trong tay các công hội đều đã chia ra xâm nhập vào các công hội khác, còn vài cái, dư sức đối phó với đám người thường, song đối mặt hai tuyển thủ chuyên nghiệp cấp bậc ngôi sao, dù có cao cấp hơn cũng chịu chết không phải mỗi công hội không muốn cử clone mà là trình độ của đám clone có sẵn quả thực không đủ có lẽ tên đối thủ đáng sợ này đã nhìn thấu tất cả vậy nên hắn mới tỉnh queo ra vào tự nhiên từng bước một đánh hoặc không đánh hắn đều khiến mỗi công hội lớn chịu tổn thất còn hắn đánh quái hoang dã ở hồ thiên ba phá bản thành tội ác dù phân tâm khi luyện cấp nhưng không bị trì trệ gì cuối cùng liên minh của đám tổng hội trưởng chẳng được lợi gì từng người chỉ lặng lẽ ra lệnh Người chơi ngoài cửa phó bản dần tan đàn xẻ nghẽ. Hội tò mò chờ đã tưởng bờ có trò xem đều trợn tròn mắt. Tổng kết cả quá trình, cả bọn đứng được mặt như mấy thằng ngu hồi lâu, rồi kích động khi thoáng thấy quân mạc tiếu xuất hiện. Giờ thì rủ nhau sách đít đi, chẳng lẽ cả bọn chỉ muốn được ngắm nhìn quân mạc tiếu một cái. Tình này sâu đậm biết bao nhiêu. Năm người diệp tu vừa xong chuyến phó bản thứ hai ở thành tội ác, đi ra thấy đám nhân vật như hổ rình mồi đã phán sạch. Đi hết rồi, giọng điệu của đường nhu hiện rõ tiếc nuối, tiếp cho một trận không thành này. Tiếc thật, vậy mà giọng Điệu Diệp Tu cũng y chang cô nhỏ, dĩ nhiên không phải tiếc trận này không thành, hắn tiếc mình chỉ lãng phí được tí tí thời gian của đối phương, nếu đối phương có thể đứng ngơ ở đây suốt đêm, Diệp Tu có thể hài lòng hơn chút. "Phó bản tiếp hả?" Đường Nhu hỏi, "Còn một lần, tất cả ở đây đánh tiếp, tụi mình cũng phải quý trọng thời gian." Diệp Tu nói, vì thế năm người lại đi thêm một chuyến phó bản, lúc đi ra trời đã khuya, Tô Mộc Tranh không tiện thâu đêm chơi game, lo cao trước. Tên mã hậu pháo kia vốn tới vì idol, chơi chung với thần tượng thì ham lắm, vừa thấy tô mộc tranh lo cao thì tinh thần giảm sút trầm trọng, sau khi xin ý kiến liền nối gót thoát game. Ba người tụi mình cũng không còn chỗ đi, sang hồ thiên ba đi. Diệp tu bảo, tìm chúng gây rối tiếp, đường nhu hỏi, luyện cấp làm trọng, gây rối là thuận tay. Diệp tu nói, hiểu, hiểu, đường nhu đáp, thế nào, thú vị hén. Diệp tu hỏi thiên thành, gây rối khắp nơi như vậy, hẳn ông vui lắm nhỉ thiên thành câm nín, bộ gã thích gây rối lắm à. Cơ mà sau khi ngẫm nghĩ, thiên thành phát hiện, mình quả thật như thế. chương 384, treo máy cũng đáng sợ. Đêm nay là đêm không mấy vui vẻ gì với bảy nhà trung thảo đường, Hồ khiếu sơn trang, yên vũ lâu, bách hoa cốc, hoàng phong, 301 và đạp phá hư không. Thường ngày thì là cao thủ tinh anh chói lóa, đêm nay thì như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Với level đó, sau khi cầy phó bản xong đương nhiên phải chạy nhiệm vụ trên quái ở khu luyện cấp hồ thiên ba nhưng bảy nhà không muốn thỏa thuận với quân mạc tiếu ỷ có khu vực rộng rãi mà đánh cược chơi trò trốn tìm thực chất ý tưởng này có tính mạo hiểm không cao vì hồ thiên ba là một khu luyện cấp rộng lớn chỉ với từng ấy người thì khả năng đụng nhau rất thấp nhưng thấp không đồng nghĩa với không thể ba người diệp tu quay lại hồ thiên ba cũng nhiệm vụ cũng đánh quái có điều không du rú một chỗ như người ta mà chạy lăng sang toàn diện tích Mục đích cao cả là tạo vài tình huống tình cờ gặp nhau. Người bị gặp chúng thì sát CM ending, Diệp Tu lúc nào cũng có cách xuất quỷ nhập thần kề sát đối thủ. Nếu đôi bên đồng thời phát hiện nhau, thao tác của Diệp Tu cũng có thể áp bách được đối thủ. Thực ra tình huống tình cờ này không cao lắm, đến tờ mở sáng mới chỉ xảy ra 3 lần. Nhưng không nhiều thì không nhiều, chỉ cần xảy ra cũng đủ chứng minh là có thể xảy ra. Những việc hết sức nhẹ nhàng như nhiệm vụ và trên quái với đám lão làng, nay không thể không đề cao cảnh giác cả đêm xoay đi xoay lại chóng cả mặt, cổ tay cũng mỏi như. Cơ mà biết sao được, không xoay 360 độ sẽ không tránh được mấy cuộc gặp tình cờ kia. Mà với nhóm Diệp Tu, đêm nay cũng như bao đêm bình yên khác, có khi còn khoái chí hơn chút đỉnh. Ngoài nhiệm vụ trên quái, cả bọn còn háo hức ngóng trong những pha tình cờ, nó đã khiến quá trình cày kéo trở nên tuyệt vời, làm người ta phải mỏi mắt chờ mong. Sáng rồi, trước kia, mỗi lần nói câu này, đa số đều là hội cú đêm, mặt mày phờ phạc, Giọng nói khàn đặc nhưng hôm nay Thiên Thành nói mà không hề thấy mệt nhọc thậm chí còn hơi tiếc nuối chỉ nghĩ cả đêm qua mình được ở bên Idol đứng đầu dưới chuyên nghiệp Diệp Thu Thiên Thành đã cảm giác như đó là giấc mộng đẹp suýt nữa véo xương cả giò ờ ha sáng rồi nghỉ ngơi thôi Diệp Tu nói a à, Thiên Thành hãy còn biện dịn khi nào đại thần Âu Nồ tiếp cũng không có giờ giấc cụ thể dậy lúc nào Âu Nồ lúc ấy Diệp Tu đáp vậy á à, tôi cũng thế nè Thiên Thành lại hớn hở vì tìm ra điểm chung với idol. Ừ, mau đi nghỉ đi. Diệp Tu tạm biệt Thiên Thành. Thiên Thành lo cao, đường nhu vẫn đang đánh quái. Đêm nay, trừ nhiệm vụ đánh quái và chờ đợi cuộc hội ngộ tình cờ, đường nhu cũng nhờ Diệp Tu hướng dẫn cô Thủy Chiến. Có thể dạy được bao nhiêu, Diệp Tu đều dạy hết, vừa hướng dẫn đường nhu Thủy Chiến vừa thiết kế nó trong bài luyện tập giới hạn. Một đêm chưa thể nói rõ tiến bộ đến đâu, nhưng chỉ ít cũng tiến gần hơn đến mục tiêu chuyên nghiệp. Thủy Chiến, Ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp, người chơi nào quan tâm mới tập trung nghiên cứu, còn đa số thì không. Sao, tối qua thế nào rồi? Lúc này, Trần Quả cũng dậy xuống tiệm nét, đầu tiên là sốt ruột chạy ra hỏi han tình hình, mấy hôm nay tuy không có mặt, nhưng tâm trí lúc nào cũng hướng về khu 10. Chưa từng tham gia quá trình xây dựng hưng hân, cô cũng đã vui buồn cùng nó mất rồi. Nếu chẳng phải hôm qua không có clone chơi, có khi cô cũng cố gắng cú đêm một phen. Không có gì, giết mấy chục mạng thôi. Diệp Tu nói, mấy chục mạng trong mắt Trần Quả thực sự là một con số đáng sợ. Mấy chục người mà không có gì à? Nick đỏ chưa? Trần Quả hỏi, đương nhiên, Diệp Tu nhìn màn hình, ba chữ quân mạc tiếu vẫn đỏ lừ. Đây là chuyện thường xảy ra mỗi khi người chơi PK trong game online. Nick đỏ cũng gặp phải một vài rắc rối, ví như không thể tương tác với hầu hết các NPC, chết sẽ có tỷ lệ rớt kinh nghiệm, tiền, vật phẩm cao hơn. Còn mức độ tăng thế nào, tùy hệ thống không biểu thị, nhưng người quan tâm thì đã thống kê được, nhân vật giết bao nhiêu người, hệ thống đều có ghi chép cụ thể, từ đó điều chỉnh mức độ phạt nặng nhẹ. Đêm PK này, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh giết nhiều nhất, riêng đường nhu một mình diệt toàn bộ bốn người, giờ đã sáng, thời gian nick đỏ cũng sắp hết. Chỉ có quân mạc tiếu của Diệp Tu, vì không nhớ mình giết bao nhiêu nên hết nick đỏ lúc nào cũng không rõ. Thế cẩn thận đấy, Trần Quả nhắc nhở, chưa nói cái khác, chỉ riêng vũ khí bạc trong tay Diệp Tu, nhớ tử vong rơi mất thì đúng là lỗ to. Chính xác, chỉ cẩn thận đấy, đừng để bị quái cào chết. Diệp Tu đứng dậy bảo, là sao, tôi đi nghỉ, ớt để đây, chị trông giúp tôi một lát. Diệp Tu nói, hả, cậu đi nghỉ mà không thoát ớt à? Trần Quả hỏi, không được, người của mấy công hội lớn còn online kia, treo ớt đấy mới làm chúng rét. Diệp Tu nói, quá xấu xa, đường nhu vừa chém xong một em quái, nghe Diệp Tu nói thì hiểu ngay âm mưu của hắn. Chỉ cần quân Mạc Tiếu còn online, đồng nghĩa với hồ thiên ba không an toàn, người của chúng phải thật cẩn thận. Tuy không phải Diệp Tu điều khiển quân mạc tiếu nên chẳng đáng sợ gì, nhưng chúng vẫn phải tập trung cao độ mà để ý xung quanh. Cảm giác có đại cao thủ như thế rình dập sau lưng thật là thốn. Ê này, nhớ bị giết thì sao? Trần Quả vẫn dùng rằng chưa dám nhận. Đùa, chị nghĩ tôi là ai? Bọn nó dám tấn công chắc. Diệp Tu nói, sao không, tụi nó đông mà. Dù có dám, sau đêm qua cũng rét rồi. Diệp Tu cười, lại bổ sung thêm, chỉ cần đừng ra khỏi nước là được. Trần Quả bán tín bán nghi ngồi vào chỗ Diệp Tu, điều khiển quân mặc tiếu hơi rối loạn. Chị không phải điều khiển đâu, cứ chơi của chị đi, thỉnh thoảng để ý đừng để quái cắn chết là được, còn không cứ để nó nổi ở đấy. Diệp Tu nói, thế giả tạo quá, cứ để chị điều khiển cho. Trần Quả cầm quân mặc tiếu bắt đầu đánh quái. Nhân vật chưa quen sẽ lạ tay, nhưng tán nhân cũng có kỹ năng của bậc thầy pháo súng. Hôm hoạt động Noel, Trần Quả đã học được cách đổi hình thái vũ khí, sau khi cô đổi sang hình thái súng đánh cũng ra dáng hẳn lực sát thương của vũ khí bạc ô thiên cơ rất mạnh đánh quái dễ như không trần quả lại không phải gà mờ thủy chiến chưa tốt nhưng thủy chiến chủ yếu là pi cây trong nước còn đánh quái trong nước thì khác tiểu quái ngu ngốc cứ đứng bắn là xong không trốn không chạy là ok tuốt trần quả đánh mấy con quái xong nhận ra khá dễ dàng thế mới yên tâm phải phải tay đuổi diệp tu đi rồi rồi chú mày đi đi em cũng treo được chứ Đường Nhu hỏi kẽ, ừ, treo đi, chết kệ em. Trần Quả không quay sang, tập trung điều khiển quân Mạc Tiếu. Ha ha, Diệp Tu cười bước đi. Đường Nhu biết Trần Quả chỉ đùa thôi, không giận dỗi vì bị phân biệt đối xử. Cô thò tay vào đầu Trần Quả dối xù lên rồi bỏ chạy. Chạy được mấy bước ngoái lại nhìn, Trần Quả vẫn chăm chú điều khiển quân Mạc Tiếu, tóc tai bù xù, cũng không để ý. Diệp Tu dở trò xỏ lá, nhưng người công hội khác có biết đâu. Nhân vật của họ được thay nhau cày kéo, sau khi trên cả đêm sẽ có người khác tiếp sức vì tình huống đặc biệt mà còn phải dặn dò cẩn thận tinh thần chỉ đạo đều thống nhất là gặp quân mạc tiếu né càng xa càng tốt nghe được sự tích đau thương đêm qua nhân viên thay ca không dám lơ là còn nhân viên hết ca thì đầy hâm mộ và ghen tị họ cho là nhất định diệp thu cũng phải nghỉ ngơi thời gian sắp tới quân mạc tiếu sẽ không online tất cả lại quay về bình thường sướng biết bao bấy giờ các cao thủ mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc giản đơn nhân viên thay ca chơi tiếp duy trì đề phòng cao độ họ đoán quân mạc tiếu sắp lo cao rồi thỉnh thoảng lại hỏi thăm tin tức một tiếng còn âu oh nồ no. hai tiếng còn âu oh nồ no. ba tiếng vẫn âu oh nồ no. tốp nhân viên thay ca cũng phải xoay 360 độ để quan sát khu vực hồ nước trông muốn lòi con mắt tay dã rời vậy mà quân mạc tiếu vẫn không lo cao có thấy hắn đâu không mọi người hỏi nhau không thấy nhìn thấy là xác cmn định rồi có người nói ở ý không thấy mới tốt, ông thấy hắn rồi, hắn có thể không thấy ông sao? Chưa chắc à, thích thì thử đê, đi tìm xung quanh kiểu gì cũng gặp. Ây, thôi, sáng ra, tuy không chạm chán quân mạc tiếu, nhưng hắn đã là đề tài bàn luận trong mỗi công hội. Nhân viên thay ca cứ trợn mắt canh chừng cho đến lúc hết ca vẫn chưa thấy quân mạc tiếu lo cao. Các tổng hội trưởng bắt đầu công tác sau thời gian nghỉ sức, nghe thấy tin tức này cũng lấy làm ngưng trọng. Sau khi trao đổi tình báo, biết trong thời gian này không có ai bị tấn công, mọi người cũng không rõ đây là may mắn hay còn nguyên nhân quỷ quái nào khác. Có khi nào hắn đi ngủ, chỉ có nhân vật là treo không? Cố ý phô trương tạo áp lực cho ta hả? Thằng cờ hó, thường xuyên khinh bỉ, thằng thắn phỉ nhổ diệp tu đều là người của mưu đồ bá đạo. Nói vậy, chắc giờ hắn cũng lên rồi. Mọi người im lặng, vờ lờ, hắn dậy thật rồi. Bên công hội trăm linh một gửi một biểu cảm ức chết, một người bên chúng tôi vừa bị giết. Kiểu này thì chịu chết, ai biết lúc nào là hắn, lúc nào hắn treo, có khi hắn bất động để dụ dỗ chúng ta tiến lên nữa ấy. Đại thần nhà ai hiển linh, thu ngay mối họa này đi. Các công hội ôm nhau khóc, mươi 385, nhân cơ hội chiếm lợi. Hiện tại chưa gặp tổn thất gì, nhưng trong hoàn cảnh chịu áp lực tinh thần quá lớn, các công hội lớn bèn mở hội nghị động viên, tập hợp đám tinh anh của nhà mình ở khu 10. Nhấn mạnh mọi người đừng sợ hiểm nguy, chống chọi áp lực, ngoan cường luyện cấp, kiên quyết không thỏa hiệp với tên quân Mạc Tiếu theo chủ nghĩa khủng bố, thể đấu tranh tới cùng. Sự hưởng ứng của cả hội nghị khá ít ỏi, đám tổng hội trưởng chưa từng gặp phải cảnh mệt mỏi và áp lực nặng nề như này. Thứ mà họ coi trọng là kết quả, còn quá trình gian khổ, họ chỉ có thể cổ động mọi người bằng lời nói gắng, gắng nữa, gắng mãi. Nếu đây không phải công hội có câu lạc bộ, sớm chả ma nào phản ứng. Trò chơi thôi mà, giải trí thả lỏng bản thân, ai lại ngoan cường cố gắng chứ? Nhưng đề cập đến mặt mũi của công hội có câu lạc bộ, trò chơi cũng không còn là trò chơi, mà trở thành sự nghiệp, là mục tiêu phấn đấu. Tuy rằng lời động viên không có tác dụng, nhưng đám hội trưởng đã tỏ rõ thái độ và phương châm, đội ngũ tinh anh cũng chỉ có thể tuân theo chỉ thị, cố gắng đến cùng. Trái lại bên hưng hân, Diệp Tu thức dậy liền thay cho Trần Quả. Sáng nay Trần Quả không hoàn thành chỉ tiêu giết người gì, song luyện cấp được kha khá kinh nghiệm. Mới thay người, Diệp tức lập tức hành động, vừa giết quái vừa đi loanh quanh khắp nơi, Thấy được người chơi 301 đang luyện cấp, tất nhiên diệt ngay và luôn. Đường Nhu thức dậy sau Diệp Tu không lâu, không lên game mà chạy tới quầy trước thay ca thu ngân. Diệp Tu nhìn thấy chợt ngẩn người, mấy ngày nay tập trung xây dựng công hội, hắn luôn thấy có gì thiếu thiếu. Giờ thấy Đường Nhu tới quầy thay ca, mới đột nhiên nhớ ra, từ sau buổi đi coi ngôi sau cuối tuần về, hắn không hề đi làm. Diệp Tu mồ hôi con mồ hôi mẹ rủ nhau rơi, ngó về phía Trần Quả, hắn trốn làm mấy ngày. Trần Quả chắc chắn đã biết, thế mà chị ta chẳng nói gì. Tôi nói nè, Diệp Tu mở miệng, hả, Trần Quả quay đầu lại, gần đây ai làm ca đêm? Diệp Tu từ từ dẫn dắt vào vấn đề, cậu khỏi lo, Trần Quả nói thẳng luôn, à, chấm ai, xây dựng công hội, thành lập chiến đội, đây là công việc của cậu. Trần Quả nắm chặt tay, chấm, sao hả, trông dáng vẻ của cậu cứ như bất mãn lắm ấy. Trần Quá trợn mắt nhìn Diệp Tu như có chuyện muốn nói không có gì, chỉ cảm thấy bà chị được lợi lớn. Diệp Tu nói, chị, chị được lợi gì, Trần Quả buồn bực, làm quản lý ca đêm, số tiền lương kia rất thích hợp, nhưng giờ chị muốn tôi làm những việc này, đây không xứng với giá trị con người tôi. Diệp Tu nói, chú mày được hời mà còn chảnh à, kể từ ngày biết được thân phận thật của Diệp Tu, Trần Quả dễ dàng tha thứ cho Diệp Tu, thấy thuận mắt nhiều chỗ hơn, quả thật đã lâu chưa từng nóng này. Chẳng lẽ không đúng, Diệp Tu hỏi, Trần Quả hơi giật mình, nghĩ kỹ, cô phát hiện lời Diệp Tu nói không sai. Nghề nào cũng có thế mạnh riêng, Diệp Tu là đại thần hàng đầu vinh quang, bảo hắn làm mấy chuyện vặt, thì giá trị thường thường, còn nếu bảo hắn chơi vinh quang, vậy tất nhiên sẽ thể hiện rõ đẳng cấp, giá trị con người khác xa trước. Vậy cậu muốn sao? Trần Quả hơi lo, nếu chăm lo Diệp Tu như một đại thần chuyên nghiệp, cô đỡ không nổi đâu. Không muốn gì, chỉ nói thôi mà. Diệp Tu nói, tăng tiền lương cho cậu. Trần Quả lo nhiều đây không đủ, Diệp Tu đang nhận số tiền lương của quản lý, dù tăng gấp 10 lần, cũng chưa đạt được đẳng cấp của đại thần chuyên nghiệp. Không cần không cần, bao ăn ở là tốt rồi. Diệp Tu gật đầu bảo, Trần Quả thấy Diệp Tu lại chuyên tâm chơi game, thoáng chốc không biết nên nói gì. Đành quay đầu chơi game, đột nhiên cô chờ tỉnh táo hẳn. Theo giọng điệu và ý tứ của thằng trả bần đầu, hẳn là xấu hổ vì mấy ngày liền không làm việc nhỉ. Sao nói xàm một hồi, trông cứ như mình đã phạm tội vì lợi dụng và cấm cản hắn đi làm vậy. Ý, một em nữa nè. Trần Quả đang muốn lên tiếng, chợt bị tiếng mừng rỡ của Diệp Tu cắt ngang, vội nhìn qua màn hình Diệp Tu. Chỉ thấy quân mạc Tiếu Anh dũng lao về phía một người đang luyện cấp dưới nước không xa. Khoảng cách ngày càng gần, thấy rõ ai đi trên đầu, Diệp Tu lại thất vọng không phải à. Luyện cấp ở Hồ Thiên Ba gồm 12 công hội, trừ Thiên Thành và Mã Hậu Pháo không còn thuộc biên chế bên kia, còn 94 cá nhân. Không phải ai trong số đó cũng là mục tiêu của Diệp Tu, với mấy em không tham gia từ đầu hay những em đã thanh toán phí bảo kê như Lam Khê Các và Mưu Đổ Bá Đạo, Diệp Tu sẽ không ra tay. Người trước mắt không thuộc mục tiêu, tìm như vậy rất khó gặp. Trần Quả nói, chưa chắc, Diệp Tu nói xong mở khung bạn tốt, chọn Lam Hà có chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì cơ chứ? Lam Hà gửi thêm ba dấu chấm than, biểu đạt giọng điệu của mình. Có phát hiện hành tung của mục tiêu không? Diệp Tu nói, mục tiêu gì? Cậu biết mà, chấm, rõ ràng công hội của cậu được lợi, cậu còn do dự cái gì? Diệp Tu nhắn tin sang, Lam Hà rất buồn bực, quả thực công hội của họ được hời, nhưng sao trong lòng lại có cảm xúc băn khoăn chống cự chứ? Cậu nhìn đám ngưu đồ bá đạo đi, hiểu chuyện lắm luôn. Diệp Tu vừa nói vừa thao tác quân mạc tiếu bước đi. Hắn không hỏi mình Lam Hà, hắn cũng hỏi dạ độ hàn đàm thuộc mưu đồ bá đạo y trang thế. Dạ độ hàn đàm còn vô đạo đức hơn Lam Hà, gã âm thầm hỏi thăm mấy đội tinh anh đang luyện cấp ở Hồ Thiên Ba. Lúc nhận được tin của Diệp Tu, gã hơi tiếc nuối bảo, buổi sáng đại thần không online đúng không? Sáng nay tụi tôi có những ba đợt tình báo, tiếc quá. Ờ, vậy thì hiện tại, Diệp Tu hỏi, chỉ có một, nói trước đã, tôi đi. Diệp Tu trả lời, dạ độ hàn đàm vui vẻ gửi đến tên và tọa độ, vì thế Diệp Tu vừa động viên Lam Hà vừa chạy đi. Ngoài hai công hội này, vẫn còn ba công hội khác. Chẳng qua ba nhà đều đặt mình vào vị trí trung lập, cạnh tranh như vậy, họ cảm thấy mình không được lợi, bèn không tham dự không liên thủ với các công hội chèn ép quân mạc tiếu cũng không liên thủ với quân mạc tiếu đi phá các công hội thế nên diệp tu không tìm ba công hội này nghe theo tình báo của dạ độ hàn đàm nhanh chóng tiêu diệt một người diệp tu bèn mở sổ ghi chép đánh dấu vào trần quả ở cạnh ngó qua trên đấy liệt kê nhân vật của bảy công hội ai bị giết một lần diệp tu sẽ đánh một dấu lên thoáng nhìn sơ qua nhân vật của yên vũ lâu thật thê thảm phía sau nguyên một núi xxx người của Yên Vũ Lâu vẫn ở đây à? Trần Quả nhịn không được hỏi, bọn kia bị giết thành thế này luôn rồi. Hiện chưa gặp ai hết, Diệp Tu vừa nói, vừa mở danh sách bạn tốt tôi hỏi thử há. Mấy ông còn luyện cấp ở Hồ Thiên Ba không? Diệp Tu gửi tin cho Yên Vũ Thương Thương, Yên Vũ Thương Thương giản ruộng nước mắt, sao làm càn dữ vậy, có điều cả bọn chẳng làm được gì, chỉ có thể trốn tránh người ta. Ông muốn làm gì, Yên Vũ Thương Thương khóc trong lòng, câu trả lời vẫn kiên quyết không có gì bạn tôi muốn biết thôi diệp tu nói xong quay đầu nhìn trần quả thấy tin nhắn nói chuyện trần quả câm nín luôn tụi tôi sẽ không thỏa hiệp yên vũ thương thương quán triệt tinh thần mà hội trưởng đề ra khéo thế tôi cũng vậy diệp tu trả lời yên vũ thương thương khóc dữ dội hơn cái gì cũng vậy chứ bọn họ bên này hao tâm tổn sức người ta lại coi như trò giải trí trong lúc rảnh rỗi cẩn thận đừng để anh gặp chú em diệp tu lại gửi tin nhắn rất săn sóc đe dọa yên vũ thương thương Yên Vũ thương thương hoảng sợ, chưa kịp tắt khung tin nhắn đã xoay 360 độ nhìn mấy vòng, cẩn thận xác nhận xem tên khốn kia có tiếp cận mình không. Bao giờ mới hết hôm nay, Yên Vũ thương thương nhìn thanh kinh nghiệm của mình, đau khổ đánh quái. Dù luôn bị ám sát khi luyện cấp, nhưng muốn rời khỏi Hồ Thiên Ba phải mất thêm vài ngày nữa. Tuy công hội mưu đồ bá đạo nham hiểm cung cấp tin tình báo cho Diệp Tu, nhưng họ không coi Diệp Tu là đồng minh. Miễn bàn vấn đề khác, mỗi thân phận nọ thôi cũng vĩnh viễn là đối thủ của bá đồ hôm nay bên gia vương triều có phản ứng gì không tưởng du nhớ mãi không quên ý tưởng trước kia của mình không thấy gì hết dạ độ hàn đàm nói chẳng lẽ đám ngu ngốc kia không phát hiện giờ chẳng ai làm được gì diệp thu sao tưởng du nói thầm buổi sáng thoáng chốc trôi qua sắc trời dần tối người chơi game càng ngày càng nhiều hồ thiên ba vẫn ít ỏi mấy mống cảnh vật của hồ vẫn tuyệt đẹp như trước nhưng với phần lớn người chơi trong hồ này tiềm tàng rất nhiều nguy cơ Giữa trưa hôm nay, người chơi luyện cấp ở Hồ Thiên ba lần lượt chết người một lần. Bảy công hội trao đổi xác nhận tình báo, bấy giờ mới rút ra kết luận. Tất cả thành quả đều do gặp gỡ tình cờ mà ra, có điều gặp hơi bị nhiều rồi, đây rốt cuộc là do đối phương ăn ở tốt hay có chỗ nào kỳ lạ. Chẳng lẽ có người bán đứng chúng ta, chẳng ai là kẻ ngốc, bằng quan hệ lợi ích giữa các công hội, thật dễ dàng đoán ra. Các công hội lớn cũng biết rõ nguyên tắc hợp tác không hại nhau, đây là nguyên nhân khiến họ vẫn liên minh nhiều lần, Muốn làm đồng minh, ít nhất phải bảo chứng không có tên nào gây rối. Mà hiện tại, có công hội rời khỏi đồng minh, tất nhiên dẫn đến nghi ngờ. Chẳng qua, nghi thì nghi, trong tay lại không có chứng cứ. Dù có chứng cứ thì làm được gì, chẳng lẽ khai chiến công hội. Công hội dưới trương câu lạc bộ đã không xuất hiện chiến tranh quy mô lớn từ lâu rồi, vì kiềm chế quyền lực của anh nhau, bất kể hai nhà nào khai chiến, kẻ được lợi cuối cùng cũng không phải hai nhà này. Đạo lý ấy, nhiều năm quản lý đấu đá nhau, các hội trưởng của mỗi công hội đều hiểu rõ. Tổn thất như vậy còn chịu được, nhưng mấy tên hai mặt này thật sự làm người ta cảm thấy khó chịu. Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường tức giận bảo, mươi 386, lợi dụng, là công hội nào ném đá dấu tay, tình nghi cũng phân chia đủ loại. Những công hội yếu muốn né trận xung đột thì độ tình nghi tương đối thấp, cũng không thể loại trừ hoàn toàn. Còn như Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo nháo nhào cùng mọi người từ đầu, về sau lại im thiên thiết, khỏi phải bàn họ sẽ có độ tình nghi cao nhất, không dám chắc trăm phần trăm, nhưng cũng không cần chứng cứ nào thêm. Không bỏ qua bọn nó được, hội trưởng tỏ ý kiến, đúng, tụi nó đồng ý thỏa hiệp thì thôi, thỏa hiệp rồi còn muốn đi nịnh bợ, không thể được. Không thể được cộng một, không thể được cộng 2, không thể được cộng 10.086, bảy tổng hội trưởng công hội đều sôi máu, các phân hội trưởng khu 10 trái lại khá bình tĩnh khi im lặng nhìn bảy vị hội trưởng thảo luận làm thế nào để xử lý lam khê các và mưu đồ bá đạo, họ chợt cảm thấy anh ách trong lòng. Về Diệp Thu, họ thật sự bó tay, đâm ra lam khê các và mưu đồ bá đạo lúc này trở thành nơi bị trút giận. Cái gì, ông ngủm rồi, Lam Hà nhận được tin lôi minh điện quang gửi tới mà giận dữ. Đại thần vừa lập công hội quả nhiên cũng thành kẻ hèn hạ không biết chữ tín rồi ư. Nghĩ đoạn, Lam Hà nhấp mở tên quân Mạc Tiếu, ném qua biểu tình tức giận trước, rồi sau chất vấn tại sao. Hả, vì sao giết người bên tôi? Lam Hà thẳng thắn, cậu không lộn chứ, Trơ cháo, Lam Hà không ngờ đối phương thẳng thừng cho qua chuyện như thế. Lúc này lại nhận được tin nhắn mới, vẫn từ lôi minh điện quang, nói cho cậu biết rằng, cậu ta không bị quân mạc tiếu giết, mà là một người bên Trung Thảo Đường. Trung Thảo Đường, Lam Hà hoảng hốt, bị công hội khác giết à, tin nhắn Diệp Tu vừa khéo bay tới. Sao anh biết, mấy cậu bán đứng người ta, chẳng lẽ còn cấm người ta trả thù? Diệp Tu hỏi lại, lam hà cứng họng suýt chút thở không thông chết tức tưởi cái chuyện bán đứng này bộ không có sự xúi dục của thằng trả hà giờ còn dám ra vẻ vô tội hầm hực một chút lam hà bỗng nhiên phát hiện được điều gì ông đã sớm đoán được chuyện đó ai chẳng đoán được ông cố ý đòi tình báo bên tôi hòng gây nội chiến giữa tụi tôi lam hà quyết đoán suy luận chú em nghĩ nhiều rồi đòi tình báo nhằm để hai bên cùng có lợi đây là chuyện nên làm diệp tu nói ông anh thì lợi rồi giờ tụi tôi lại dính phải phiền phức lam hà nói tôi cũng bị phiền mà diệp tu nói phiền gì tôi đó cả ngày nay vẫn chưa tẩy xong nick đỏ nữa diệp tu trả lời khá gượng gạo lại khiến lam hà chắc mẩm rằng cái phiền này là do ổng gắng lắm mới dặn ra được quá âm hiểm lam hà hô hào công hội cậu chết nhiêu diệp tu đàng hoàng bàn luận chuyện chính một còn chưa đủ hả có đủ không không phải do tôi quyết định à nghen lam hà hộc máu nhận vật liệu mấy cậu rồi cũng nên giúp mấy cậu vài chuyện. Nếu bị tập kích nữa, cậu có thể chạy tới chỗ tôi. Diệp tu nói tiếp, lúc này Lam Hà mới hiểu tận tường, cậu thật quá nông cạn khi chỉ xem nó là châm ngòi ly rán, té ra sau cú châm ngòi còn thêm vụ này nữa. Toàn bộ Lam Khê Các đã trở thành mồi câu của người này, Lam Khê Các nên làm gì đây? Lơ đi không màng, nhất định sẽ không đấu lại cơn giận liên hợp của mấy công hội kia. Đúng như người này nói, đây chính là gây thù hận với hàng đông công hội khác, khó đỡ lắm đó. Huống hồ, khu 10 hiện giờ hầu hết đều do Tổng hội trưởng tự thân chấn thủ, tranh đấu bên này, có khả năng sẽ lan thẳng tới thần chi lĩnh vực. Dẫu trước giờ công hội lớn đều cạnh tranh không ngớt với nhau, nhưng kiểu thiểu số gây sự với đa số thế này thì chưa hề, ai ai cũng thận trọng, vĩnh viễn không hấp dẫn thù hận trên hai công hội cùng một lúc. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên chúng thưởng bảy nhà, dù công hội có mạnh hơn nữa cũng không cách nào đơn độc đánh trả. Nên làm gì đây, sự tình quan trọng, lam hà không dám quyết định bèn chạy đi tìm hội trưởng xuân dịch lão còn nghĩ tình thế lần này phức tạp xuân dịch lão nhắn tin lại kiệm lời nhiều ý thật có phần không nói rõ được dứt khoát tìm xuân dịch lão chát phoi luôn tình huống đương nhiên cũng xảy ra bên mưu đồ bá đạo biết tin một người chơi tinh anh ngủm cù tỏi còn biết không phải do quân mạc tiếu hạ thủ dạ độ hàn đàm cũng nhanh chóng cảnh giác đương nhiên gã không chạy đi chất vấn quân mạc tiếu như lam hà mà lập tức liên hệ thương lượng với hội trưởng tưởng du đòi tình báo chúng ta đây là bẫy dập dạ độ hàn đàm đau đớn là lỗi của em em chỉ vì cái lợi trước mắt không thấy được hướng phát triển quá rõ ràng sau này không nghe dạ độ hàn đàm báo cáo và kiểm điểm tưởng du trầm mặc hồi lâu lúc này mới nói một chữ dạ độ hàn đàm không rõ không là có ý gì nhưng cũng không hỏi chờ tưởng du nói tiếp từ khi có công hội thỏa hiệp có công hội không chúng ta đã bắt đầu trúng kế tưởng du nói không hổ là đại thần giàu kinh nghiệm nhất vinh quang bách khoa toàn thư không chỉ về mặt thi đấu chuyên nghiệp dù về mặt công hội đấu đá trong game cũng đã dạy chúng ta một bài học thật đắt tưởng du nói thứ hắn luôn lợi dụng chính là khuyết điểm lớn nhất giữa các công hội nói cho cùng chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh không có bạn bè chỉ biết lợi ích lựa chọn khác nhau nghĩa là tự bản thân chúng ta đã nổi lên sự hoài nghi lẫn nhau rồi hắn muốn tình báo chỉ là một cách dù không cũng sẽ có những cách tương tự để chúng ta hoài nghi đây là chuyện tất phải xảy ra thể chế của chúng ta đã định sẵn tính chất của chúng ta rồi tin nhắn của tưởng du tới liên hồi không ai chen vào cả ai ai cũng nhìn ra sự bất đắc dĩ trong đó vậy bây giờ chúng ta nên làm gì dạ độ hàn đàm hỏi việc đã đến nước này các công hội cũng sẽ không dừng tay chúng ta cũng không thể giải thích trừ phi lại họp thành một phe đi đối phó quân mạc tiếu tưởng du nói việc này dạ độ hàn đàm bứt rứt họ đã trả vật liệu đổi được sự an ổn luyện cấp kết cuộc quân mạc tiếu không quấy phá nữa, mà chính là công hội khác không tha. Giờ lại chạy đi đối phó quân mạc tiếu, người ta dĩ nhiên sẽ không vì nhận hàng rồi thì không đánh trả, hết thảy trở về nguyên điểm. Công hội từng thỏa hiệp phí mất một khoản vật liệu, còn công hội không thỏa hiệp thì vẫn chịu áp lực và tổn thất thi thoảng bị đánh chết. Ngưu đồ bá đạo, trước nay luôn mang khí khái của chiến đội bá đồ, nhượng bộ không phải phong cách của họ. Lựa chọn thỏa hiệp quân mạc tiếu trước đó đã là sự nhường nhịn lớn lao, hơn nữa còn bởi suy nghĩ đã có kế dự phòng song cuộc diện hiện tại lại đang ép mưu đồ bá đạo tới bước đường thỏa hiệp với liên công hội mà thỏa hiệp này thì khó có đường lui tình hình thật khiến dạ độ hàn đàm khó chịu như đất phải ruồi gã tin tâm tình hội trưởng tưởng du cũng chẳng khá hơn mình là bao đã vậy không bằng tới luôn tưởng du bỗng nói hả chúng ta liên thủ với diệp thu tưởng du nói thế thế không tốt lắm nhỉ dạ độ hàn đàm vội nói thần chi lĩnh vực với khu khác thì sao nếu chỉ mỗi khu 10 thôi, lúc này liên thủ với Diệp Thu cho công hội khác ăn hành quả là một chuyện rất thích thú, vấn đề là khu 10 chỉ là một phần thế lực của toàn công hội. Diệp Thu giờ nắm chùm được bên này, nhưng không gây ảnh hưởng tới bên khác. Một khi bứt dây động rừng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ở khu cũ lẫn thần chi lĩnh vực, nếu các công hội liên thủ xuất khích, mưu đồ bá đạo nhất định sẽ không dễ chịu trong một thời gian. Phải thử xem xem, tưởng du đáp, hội trưởng đừng xúc động, dạ độ hàn đàm vội khuyên can, gã nghĩ tưởng du chịu không nổi uất ức, chuẩn bị nóng máu một phen. Không ngờ tưởng du gửi tới biểu tình mỉm cười, coi bộ chú vẫn chưa hiểu. Gì, dạ độ hàn đàm mờ mịt, ca này, e cũng trong tính toán của Diệp Thu. Tưởng du nói, dạ độ hàn đàm giật nảy mình, vội hoạt động não tốc độ cao. Cân bằng giữa công hội đã duy trì nhiều năm rồi, với căn cơ hiện tại, muốn nhổ tận gốc là một chuyện không tưởng, nên công hội trước nay đều tránh xung đột quy mô lớn. Siết địch một ngàn, tự tổn 800, dù có thắng cũng khó mà chỉ ra được chỗ tốt. Nói sâu hơn, không bằng cả cộng đồng Cứ An Bình phát triển. Bảy nhà liên thủ, nếu muốn đối phó với chúng ta thì khó lắm, chúng cũng tuyệt không dễ chịu gì. Chuyện ngao cỏ tranh nhau để ngư ông đắc lợi, có đứa ngu mới đi làm. Chú nghĩ đám hội trưởng công hội bị ngu à?" Tưởng Du nói, "Lỡ, lỡ như, Dạ Độ Hàn Đàm vẫn đắn đo. Không có lỡ như, công hội nào làm ra cái lỡ như ấy, ắt sẽ bị đào thải khỏi thế cực." tưởng du tin chắc 10 phần, vậy ý của anh là, bỏ, sang hợp tác với Diệp Tu, phát hiện ra mục tiêu thì báo hắn biết, bị theo dõi thì kiếm hắn, người phe ta cố gắng tụ tập lại, bọn nó dám tập trung hay không, vậy phải coi lá gan của bọn nó. Tưởng du nói, được, em hiểu rồi, dạ độ hàn đàm cũng không phải lính mới, hướng đã được vạch ra cụ thể, gã tự nhiên sẽ lo về mặt chi tiết. Đầu tiên mượn tay Diệp Thu chèn ép đám kia, để tụi nó đóng vai hoàng cái làm khổ nhục kế, thừa dịp giúp Diệp Thu tạo thế anh không tin, người ra thế ép Diệp Thu giải nghệ có thể trơ mắt nhìn hắn khí thế ngút trời quay về giới chuyên nghiệp. Hắn muốn chúng ta ngao cò tranh đấu, ta cũng thừa cơ chơi một chiêu nhất tiễn song điêu. Diệp Thu, thật ra cũng là con bài tốt, chương 387, còn chạy. Tưởng Du có phán đoán và suy nghĩ rõ ràng với tình hình trước mắt, gã bèn bỏ cuộc và trở thành đồng minh với Diệp Thu, dứt khoát khai chiến với đồng minh trước đây. Làm khê các thì sao? Bản thân cũng có nhiều kinh nghiệm tranh đấu, Xuân Dịch Lão dễ dàng đoán ra tình hình hiện tại, suy nghĩ giống hệt tưởng du, phán đoán cũng y chốc. Hội trưởng khu 10 của hai công hội lớn đều lo lắng nô sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ công hội ở các khu. Đồng thời, hai tổng hội trưởng nhận ra việc tạo nên cục diện căng thẳng trong vinh quang hiện không phải một cách tốt, nhất là bây giờ còn có đại thần Diệp Thu định bụng trỗi dậy mạnh mẽ trong game. Việc này gây chấn động bao nhiêu, hãy nhìn những công hội khai hoang ở khu 10 chật vật thế nào sẽ biết ngay. Các công hội lớn của thần chi lĩnh vực không có căn cơ vững chắc ở khu 10, nhưng độ hot của Diệp Thu ở thần chi lĩnh vực lại sánh ngang khu 10. Đối thủ này tuyệt đối phải đề phòng mọi mặt, sao có thể cho hắn thừa cơ lợi dụng chứ? Sau khi cân nhắc thiệt hơn, hội trưởng hai công hội lớn mới yên tâm hùng dũng ra lệnh các tinh anh khu 10 buông tay và hợp tác với Diệp Thu. "Hiểu, mọi người nhận lệnh xong, lập tức theo đó hành động." Cả bọn sẽ không chết dí luyện cấp ở một chỗ như bình thường, mà bắt đầu dạo khắp nơi trong khu luyện cấp điểm khác nhau giữa hai nhà là mưu đồ bá đạo hành động theo tập thể còn lam khê các thì không yêu cầu việc đó mặc sở thích của từng người kẻ thích lập đội thì lập kẻ thích tôi luyện kỹ thuật một mình như lam hà thì cứ canh mãi ở một vùng nước cậu không chạy lăng xăng khắp nơi đối với quyết sách phân tích sau cùng của xuân dịch lão cậu cũng thán phục sâu sắc nhưng không quá thích thú bày mưu tính kế qua lại giờ cậu nghe thôi cũng thấy mệt chứ nói chi là suy ngẫm cậu không khỏi nhớ tới mấy ngày nằm vùng ở hưng hân như một bảo mẫu chăm sóc đám ma mới vinh quang không có những chuyện lừa gạt lẫn nhau đơn giản và vui vẻ hơn nhiều ai lam hà cũng không biết vì sao mình lại thở dài chỉ nhàm chán tiêu diệt đám quái trong tay mấy đứa khác không biết thế nào rồi lam hà thầm nghĩ luyện hồi lâu vẫn không nhận được tin tức đoán chừng chưa xảy ra chuyện gì bằng không bất kể là bị giết hay phát hiện mục tiêu mọi người đều thông qua cậu nhắn cho quân mạc tiếu chuyện sẽ kết thúc thế nào đây lam hà vừa luẩn quẩn vừa ngẫm nghĩ lơ là đánh quái mà ra tay chậm lại đột nhiên bên tai vang lên tiếng nước chảy xiết tuy rằng kinh nghiệm thủy chiến bình thường nhưng cậu cũng biết âm thanh này quái quái lam hà dày dặn kinh nghiệm thoáng căng thẳng vội điều khiển nhân vật xoay người trong nước chợt thấy một loạt đạn phụt lên từ phía dưới bên cạnh chỉ tránh được loạt đầu loạt kế tiếp chúng ngay giữa người ở dưới nước không có mấy người chơi có thể linh hoạt tránh né công kích tốt đạn khiến máu chảy hòa vào nước nháy mắt đã nhạt màu lam hà xoay nhân vật Thấy một tay thiện xạ đang đứng trong tầm, họng súng còn chỉ thẳng vào cậu. Người của Trung Thảo Đường, Lam Hà vừa nhìn tên đối phương đã nhận ra, không khỏi thầm cười khổ. Cậu không muốn tìm người, người cũng tìm tới cậu, trông còn có vẻ quyết không tha cho mình. Chẳng qua, nếu đối phương có ý giết người, tuyệt đối không thể chỉ đến một người. Dù trên cạn hay dưới nước, trình độ của đám tinh anh như họ đều tám lạng nửa cân, mà Lam Hà được xưng là một trong năm đại cao thủ của Lam Khê Các trình độ trong đám người chơi quả thực vượt trội. Đối phương không tự tin đến mức nghĩ đánh lén trước thì có thể nắm chắc phần thắng, huống chi Trung Thảo Đường là đối thủ cũ. Lam Hà rất tỉnh táo suy tính, cũng không vội phản kích tay thiện xã ngay. Vẫn tiếp tục di chuyển, xoay góc nhìn, trôi nổi trong nước đánh giá toàn bộ phương hướng, quả nhiên y như cậu đoán, đối phương ước chừng 4 người, thậm chí có cả hội trưởng xa tiền tử của Trung Thảo Đường. Bốn người lợi dụng thời gian Lam Hà hoảng hồn mà lặng lẽ áp sát. Tên thiện xã dám phát động công kích, hẳn nhiên bốn người cho rằng lam hà không thể trốn khỏi tin nhắn gửi tới lam hà mở ra xem là sa tiền tử gửi tới một emo mỉm cười lam hà lười nói nhiều với gã nhân vật lộn người lập tức xông về phía sa tiền tử tự tin thắng chắc sa tiền tử không hề hoang mang không lên nghinh địch vừa từ từ lui về sau vừa nhìn ba người kia tiếp tục áp sát lam hà lúc nào cũng lưu ý trái phải cậu quả thực không có niềm tin giải quyết hết đám sa tiền tử chỉ với vài ba chiêu Ba người kia cách cậu không xa, thiện xạ một mực kiềm chế cậu, nếu xa tiền tử thoáng nhây thêm chút, vòng vây sẽ lập tức cố định. Sa tiền tử hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm ấy, lui chỉ nhằm câu giờ, không phải muốn giữ luôn một khoảng với Lam Hà. Thấy ba đứa bạn sắp đến gần, gã không lui nữa, tay bắt đầu cua trổi, khuấy dòng nước rối loạn. Lam Hà hùng hổ lao tới, gần đến nơi cũng không tấn công, đột nhiên chuyển hướng, nhân vật lặn xuống bơi sâu xuống đáy. Sa tiền tử thấy thế vội ném một bình dung nham, Bình dung nham này sử dụng trên cạn, bình vỡ sẽ khiến đất bằng hóa biển lửa, còn sử dụng dưới nước sẽ trở thành một cảnh tượng khác. Dung nham chảy ra từ bình không đốt được nước, nhưng nó không ngừng bốc hơi khiến hồ đầy bọt khí. Đồng thời lại bị dòng nước đánh tan, tựa như rác rưởi trôi nổi khắp nơi gây ô nhiễm một vùng nước. Nhân vật của người chơi chỉ cần chạm phải dòng dung nham không ánh lửa này sẽ bị thương tổn. Lam Hà đương nhiên biết rõ, bằng kỹ thuật của cậu, muốn bơi khỏi vùng nước kia mà không dính đám dung nham tứ tán thật sự rất khó lam hà cũng không muốn phí thời gian vì vật cản này bèn chịu đựng thương tổn thẳng tiến vùng nước thoạt nhìn rất dơ bẩn sa tiền tử quang bình dung nham xong liền bơi đuổi theo kỹ năng đương nhiên không si nhê đến bản thân người sử dụng nhìn lam hà cố chịu thương chạy vào vùng nước gã bèn vươn tay ném ra áo choàng bóng đêm hòng gói gọn lam hà nhưng lam hà đâu chỉ một mực chạy trốn cậu luôn trông chừng từng cử động của sa tiền tử thấy sa tiền tử đuổi theo cậu chạy ào vào vùng nước đồng thời ra ngay kỹ năng sa tiền tử mới tung áo choàng chợt thấy một đường kiếm xuất hiện từ dưới nước muốn né nhưng đã muộn bị kiếm khí của rút đao chảm chém chúng gã lăn lóc mấy vòng trong nước sa tiền tử buồn bực gã thực sự không thấy được một kiếm ấy vì sao vì tầm nhìn bị trở ngại bởi bọt khí bốc lên không ngừng khoảnh khắc thoáng ngừng ấy lam hà đã lao khỏi vùng nước trên người dường như còn dính dung nham đen thùi lùi dưới nước tốc độ bơi không chậm chút nào đuổi theo sa tiền tử bực bội hô hào trong đội bốn người cùng đuổi theo ông không chạy thoát đâu sa tiền tử một bên gửi tin lam hà nhân vật của gã cũng ngẩng đầu ngoi lên mặt nước gã là ma đạo học giả phi hành bằng trổi trên mặt nước sẽ nhanh hơn phi pháo của bậc thầy pháo súng gã rất tự tin mình có thể chặn đường lam hà lần nữa lam hà vẫn không để ý tới tin nhắn của sa tiền tử nhìn người này ngoi lên mặt nước cậu đã rõ ý đồ của gã bèn nhanh chóng vòng sang hướng khác ngoi lên được mặt nước sa tiền tử bị hạn chế khi nhìn xuống đáy đành nghe theo phương hướng mà ba người dưới nước chỉ lam hà liên tục chuyển hướng dưới đáy ba người buộc phải liên tục báo cáo cho sa tiền tử chờ tin tóm lại luôn chậm hơn tin đi tin đến sa tiền tử cũng không biết mình đã bị bỏ bao xa đành chờ lam hà trồi lên mặt nước để nhìn rõ sắp đến lúc rồi sao còn chưa lên hít thở vậy ta sa tiền tử dù bận nhưng vẫn ung dung nhắn tin cho lam hà gã thấy lam hà tạch chỉ là vấn đề thời gian tới rồi lúc này đây lam hà cũng bất ngờ đáp Tin vừa đến, nửa người cũng ngoi từ dưới nước, ai đi trên đỉnh đầu còn ai khác ngoài Lam Hà. Sa tiền tử vừa thấy, nhảy khỏi mặt nước cưới trổi phóng tới. Lam Hà ngoi xong cũng tìm sa tiền tử ở đâu trước, cậu vừa bơi điên cuồng vừa chú ý khí thế của sa tiền tử. Còn trốn, trên mặt nước sa tiền tử hô, ngay vào lúc cây trổi đáp xuống nước thì vứt đạn ma pháp về phía Lam Hà, ý định ngăn trở. Kết quả Lam Hà vẫn không để ý tới thương tổn, chỉ một lòng một dạ bơi trốn, ba người chơi khác của Trung Thảo Đường đã lần lượt nổi lên mặt nước. Về mặt bơi lội, họ không chiếm ưu thế tốc độ y như Lam Hà, đuổi hồi lâu dưới nước mà khoảng cách vẫn như cũ. Tay thiện xả vừa lên mặt nước đã dùng ngay kỹ xảo phi súng, tuy không bằng phi pháo, nhưng ít ra mau hơn những kẻ bơi thường. Còn trốn, còn trốn, còn trốn, hễ xa tiền tử có cơ hội ném đạn đều phải giống lên một câu, chơi rất chi là hứng chí. Phi Thảo và Lam Vũ cũng là kẻ thù truyền kiếp như gia thế và bá đồ, công hội trong game dĩ nhiên không hợp nhau. Lam Hà chính là đối thủ ngứa mắt nhất của Sa Tiền Tử. Giờ có thể truy đuổi sau lưng như vậy, Sa Tiền Tử rất hớn hở. Đạn ma pháp chỉ là một kỹ năng nhỏ, nhưng dính liên tục cũng làm tụt không ít máu của Lam Hà. Chiếm được ưu thế tốc độ, Sa Tiền Tử hiện đã đuổi kịp, lòng lại thầm tiếc nuối, gã cảm thấy trọi đạn như vậy hơi bị vui, cần gư sáp lá cả ngăn chặn Lam Hà nữa. Đó không phải sự lưỡng lự, mà chỉ là suy nghĩ sau cuối của sa tiền tử trước khi đuổi kịp Lam Hà, đồng thời định quăng áo choàng bóng đêm, hỏng vây khốn Lam Hà. Ai dè Lam Hà chợt xoay người, ngụp đầu xuống nước, vừa hay tránh thoát áo choàng bóng đêm. Cái thằng này lãng phí thời gian quá, sa tiền tử bất đắc dĩ bảo, tụi mày tiếp tục chú ý. Được, ba người kia lên tiếng, từng người giữ vững phương hướng, cũng lặn xuống đáy. Nói nè, ông làm thế có gì vui chớ, ông có thể trốn đâu hả? Sa tiền tử gửi tin cho Lam Hà. Sắp đến lúc rồi, Lam Hà trả lời Hà, sa tiền tử thoáng khó hiểu Tin lại gửi tới Sa tiền tử mở tin nhắn Ba người dưới nước đồng thời gửi sang quân mạc tiếu mươi 388 Tự bê đá đập chân mình Lam Hà, ông thật đê tiện Sa tiền tử thoáng chốc hiểu rõ Lam Hà cố dẫy ruộng, hóa ra là chờ đợi cứu viện Mà cứu viện của cậu ta quả thực quá mạnh Mạnh đến mức sa tiền tử không cách nào trừ khử Chỉ có thể tức giận giống trên mặt hồ Tiếp đó nhân vật đột nhiên mất khống chế, một dòng nước phun trào từ bên dưới cơ thể, Sa tiền tử bị hất bay giữa không trung. Cố gắng xoay góc nhìn xem thử, ba đồng bọn của gã không ai không bị giống vậy. Gần như trong cùng một lúc, quân mạc tiếu làm cách nào đánh bay cả bốn đứa. Xa tiền tử không nghĩ ra được, gã chỉ có thể thoáng hạ góc nhìn, ngó người thứ năm đã chui khỏi mặt nước, ai đi trên đầu chính là kẻ khiến bao người vừa hận vừa bó tay quân mạc tiếu. Trong lòng xa tiền tử chỉ có hai suy nghĩ. Đầu tiên, khinh bỉ Lam Hà. Thứ hai, trốn thế quái nào đây? ắt phải có cơ hội chứ? Sa tiền tử cảm thấy hơi run. Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu đấy, nhưng phe mình có hẳn bốn người, tách nhau ra chạy, chắc trốn được ba em nhỉ. Không biết mục tiêu đầu tiên mà đối phương chọn sẽ là ai? Sa tiền tử còn đang phỏng đoán, cho thấy quân Mạc Tiếu không chần chừ mà bơi thẳng về phía mình. Nhất thời khóc cả một dòng sông, ngẫm lại, mình thật sự không cần đoán đâu, thân làm hội trưởng, chẳng lẽ còn chưa đủ hút thù hận sao? Còn bày đặt nghĩ ngợi thù hận của đối phương rơi vào người ai hả? Thấy kết cuộc đã định, xa tiền tử chỉ đành sâu ra trách nhiệm của một hội trưởng, hét to một tiếng tụi bay chạy mau. Chạy đâu, có người tiếp lời, giọng nói khác biệt, âm điệu lại cực kỳ quen thuộc. Xa tiền tử nghe xong tức chết được, người lên tiếng là Lam Hà, giọng bắt trước y chang lúc mình đuổi theo cậu ta trọi đạn sao vừa nãy. Tên vô dụng Lam Hà, tôi khinh bị ông, ông có ngon thì sâu lâu với tôi. Xa tiền tử hô to thật ra Lam Hà cũng không thoải mái mấy. Ban đầu, cậu không hề muốn tìm tình báo thay đại thần, ấy vậy mà tin tình báo lại chủ động tìm cậu. Mới nãy thấy đối thủ là Trung Thảo Đường, Lam Hà thấy hơi bực dọc, mà đại thần còn trùng hợp mò đến hỏi tin, Lam Hà bèn thuận tiện nói luôn tình hình bản thân. Vậy nên đại thần chỉ cậu một phương hướng, Lam Hà bơi điên cuồng suốt một đường, quả nhiên gặp được cứu binh, tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Chẳng qua, giờ bị sa tiền tử chỉ trích, Lam Hà chợt cảm thấy không nói nên lời. Ai ngờ Diệp Tu ở phía kia đã đáp sâu lâu, ông nghĩ đang thi đấu hả, chơi game online chủ yếu là lấy lớn hiếp nhỏ, thân là hội trưởng, mộ tính kém thế. Đương lúc trò chuyện, Sa tiền tử rơi xuống lại bị quân mạc tiếu tấn công, tiếp đấy là một màn khiến người xem khó lòng tưởng tượng. Đù má, trong nước còn có thể liên kích vô hạn trên không hả? Xa tiền tử khóc, gã còn chả có cơ hội rơi xuống nước đây. Đừng xem say mê thế, coi chừng cái thằng trong tay mình, nói ông đó thiên thành Diệp Tu chợt hô một câu a à, à, một tiếng nói truyền ra từ phương hướng khác thiên thành nãy giờ luôn lơ đáng, đối thủ bị gã bám dính đang chuồn mất gã bèn vội vàng đuổi theo giờ sa tiền tử mới phát hiện hóa ra phe đối phương không chỉ mình quân mạc tiếu hàn yên nhu thiên thành thêm lam hà nữa vừa vặn ba người lúc này mỗi người đang quần từng em trong đám anh em nhà mình sa tiền tử câm nín ngay cả đại thần như diệp thu cũng chơi bày đàn gã còn gì để nói chứ cuối cùng kết thúc màn lơ lửng liên tục xa tiền tử rơi xuống mặt nước đồng thời thanh máu cũng chạm đáy gã ôm theo cõi lòng không cam quay về chủ thành sao rồi đỡ nổi không diệp tu quay đầu hỏi ba người không được không được mau qua hỗ trợ lên tiếng là một giọng nữ tất nhiên truyền từ phía hàn yên nhu nếu là người quen chắc sẽ vô cùng kinh ngạc sao đường nhu có thể nói thế chứ sự thật hiển nhiên là vì người thao tác hàn yên nhu không phải đường nhu mà là trần quả đường nhu đang làm thu ngân ở quầy bước vào giờ cao điểm cô không còn thời gian chơi bời vì thế trần quả được tạm thời gọi tới mượn sức tuy trần quả cũng ngưỡng mộ diệp thu đồng thời hiểu khá rõ nghề pháp sư chiến đấu thậm chí còn từng luyện qua một ức nhỏ nhưng thật ra cô không chơi nghiêm túc đó vẫn là một nghề xa lạ trong thao tác với cô mà đối thủ của cô lại là tinh anh của công hội lớn nên bấy giờ mới chật vật đối phó cứ tiếp tục thế này có lẽ cô sẽ tự quần chết mình may mà diệp tu tay chân lanh lẹ tiêu diệt xa tiền tử chưa tới một phút cậu tinh anh của trung thảo đường kia lại không thể giết kẻ lão làng như trần quả trong một phút. Diệp tu quyết đoán sang trợ giúp, cục diện lập tức đơn giản như một cộng một, trần quả cũng thừa cơ trả thù lộ liễu. Chẳng qua trong môi trường nước và chơi nghề không quen, kỹ năng thường xuyên lạc đạn sang quân mạc tiếu của Diệp tu. Hên mà đồng đội miễn trừ thương tổn, bằng không quân mạc tiếu có khi bị thương nhiều như đối thủ. Người thứ hai tạch, lại nhìn sang hai bên, làm hà làm đâu chắc đấy, quần nhau với đối thủ, tạm thời không phân thắng bại. Bên kia, nguyên nhân lơ đáng nên để đối thủ chuồn mất, Thiên Thành đang cố gắng đuổi theo, rút dần khoảng cách nhờ huyễn văn tăng trạng thái của Pháp Sư chiến đấu. Diệp Tu vừa thấy, lập tức chỉ huy quân Mạc Tiếu tiến về phía Thiên Thành, một bên chỉ thị Trần Quả, chỉ qua bên Lam Hà giúp một tay đi. Được, Trần Quả nghe lời bơi qua đấy, vươn tay dùng Long Nha, ai ngờ sóng ập đến nữa, nhân vật bị xô sang bên, chiêu Long Nha vốn dĩ đâm về phía Trung Thảo đường thực tế bị rời một ô, nhắm về phía Lam Hà. May đúng lúc Lam Hà đang di chuyển, Long Nha vồ hụt, chỉ lướt qua người mà thôi. Cô ở phe nào vậy? Lam Hà cũng kinh hãi. Ngại quá, lỡ tay. Trần Quả Hổ thẹn giải thích, mau kéo tôi vào đội, kéo tôi vào đội. Lam Hà gấp rút kêu to, đám quân Mạc Tiếu là một đội, Lam Hà lại không vào đội, không được miễn thương tổn. Nếu cú Long Nha ban nãy đánh chúng, chẳng khác nào bị ăn đòn của đối thủ. Kéo nó vào, Trần Quả sợ Diệp Tu không nghe, quay đầu báo với Diệp Tu một tiếng. Diệp Tu vừa đuổi theo vừa xoay nhân vật một vòng, một yêu cầu thêm đội hiển thị trên đầu Lam Hà, Lam Hà vội đồng ý. Trần Quả điều khiển Hàn Yên Nhu duy trì một khoảng cách với Lam Hà. Diệp Tu quen biết lâu không sao, ở trước mặt người xa, Trần Quả cũng không thể quá mất mặt, những đòn tấn công tiếp theo trông có vẻ rất cẩn thận. Thực lực của Lam Hà vốn trên cơ đối thủ, bấy giờ có thêm cứu viện có hay không cũng được, lợi thế càng rõ ràng, cậu ta nhanh chóng chiếm được ưu thế. Mà đối thủ đã mất sẵn ý chiến đấu, biết có mạnh đến đâu đụng quân mạc tiếu cũng ẻo, nên gã còn đang xem xét phải thoát thân ra sao. Chẳng qua kinh nghiệm của Lam Hà phong phú hơn, khiến gã chẳng tìm được cơ hội. Cuối cùng, sau khi xuất hiện thêm viện binh như Trần Quả, ông bạn tinh anh này thậm chí không chịu nổi đến khi quân mạc tiếu ra tay, liền chết dưới kiếm Lam Hà. Lam Hà ông thật đê tiện, ông bạn sắp chết này còn không quên quán triệt tinh thần của hội trưởng nhà mình. Bị mắng trước mặt gái, Lam Hà cũng ngại lắm, ai dè Trần Quả không hề để ý, thấy đối thủ đã bị giải quyết, cô lập tức dõi theo phương hướng mà Diệp Tu và Thiên Thành đang truy đuổi, bên kia thế nào rồi? Có sự cố được à? Lam Hà tuyệt đối không lo lắng. Ngốc à, thế chị còn đứng đây làm gì? Trần Quả bỏ lại một câu khó hiểu cho Lam Hà, quay đầu nhìn màn hình của Diệp Tu. Diệp Tu đúng lúc đuổi kịp, như lời Lam Hà nói, chẳng có sự cố gì sau đó. Một loạt liên kích ra liền tù tì, trong mắt Trần Quả, thiên thành trợ giúp ở bên trong hệt như đang phá hoại mỹ quan, bên mấy chị xong rồi hả? Diệp Tu thoải mái diệt tên nọ, hỏi Trần Quả. Xong, Trần Quả dựng thẳng ngón tay chữ V lên. Diệp Tu gật đầu, một bên bơi về một bên nhắn Lam Hà, tuyệt đấy, một lần kéo hẳn bốn người, cậu gợi đòn thật đó. Lam Hà câm nín, cố gắng tiếp hén, Diệp Tu nói, tiếp tục im ỉm, đừng sợ, cách di chuyển trong nước đa dạng, người chơi nói chung sẽ không quen, cứ trốn một hồi tôi sẽ tới ngay. Diệp Tu nói, tôi đi luyện cấp đây, Lam Hà không muốn nói gì tiếp, cậu cứ bận đi, có việc nhớ hú diệp tu đáp. Hành vi của Lam Hà tất nhiên bị sa tiền tử vạch trần, rồi bị bảy công hội lớn mắng thẳng một chập, nhưng theo đà tình thế phát triển, họ rốt cuộc phát hiện, kẻ có hành vi như thế không chỉ mỗi Lam Hà, mà là từng em trong Lam Khê Các, và từng em trong mưu Đổ bá đạo. Hai công hội đã gia nhập vòng tranh đấu lần nữa, chỉ là giờ chúng đứng cùng phe quân Mạc Tiếu, vẽ đường cho hưu chạy ức hiếp các công hội khác. Chuyện này khiến bảy công hội càng thêm giận dữ, đồng thời chẳng biết phải làm gì. Đánh chết một mục tiêu trong nước đã khó, nay người của hai công hội này hễ bị chú ý bèn triệu hồi quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu đường đường là đại thần chuyên nghiệp thế mà chẳng để ý gì, cứ hú là tới như thú triệu hồi, người chơi thuộc hai công hội không còn là mục tiêu tập kích nữa, mà trở thành mồi dụ họ mắc mưu. Càng khốn nạn hơn là mấy con mồi này quá manh động, chủ động lộ liễu dạo khắp hồ thiên ba, phát hiện có cá thì bu lại gần, vứt thế nào cũng không ra, tiếp đó quân Mạc Tiếu sẽ nhanh chóng bị triệu hồi đến, quăng lưới bắt hết cá. Bảy công hội lớn khóc dòng, họ vốn chỉ cần cẩn thận trốn mấy em hưng hân thôi, nay chợt phát hiện người phải trốn tăng đột biến. Hành động ra tay với người thuộc hai công hội lớn trước đó chẳng khác gì tự bê đá đập chân mình. Có khác nhau à, một hội trưởng còn đang an ủi chính mình, hai nhà kia đứng bên phe kia từ đầu mà, tụi mình có đuổi giết chúng không, chúng cũng sẽ giúp Diệp Thu tìm chúng ta thôi, thế khác gì việc ta nên giết chúng hay không? Khác thì không, nhưng vấn đề là chúng ta quả thực kém xa Diệp Thu về mặt hành sát trong nước, cứ đấu đá như vậy, tụi mình không những mất hết danh dự, mà còn chịu nhiều thiệt thòi hơn, hôm nay đã có bao nhiêu người mưu sát thất bại rồi bị giết rồi. Mọi người trầm mặc, bao nhiêu người bị giết, họ đã không màng thống kê nữa. Mặt khác, Diệp Tu hiện đang đánh thật nhiều dấu ích lên sổ ghi chép của mình. chương 389, ba sự lựa chọn, sau khi áp lực bị gia tăng, bảy công hội vẫn tiếp tục kiên trì, Bọn họ đều cho rằng Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo sẽ sớm giúp đỡ quân Mạc Tiếu phát hiện ra hành tung của họ, vậy nên cục diện tạm thời không có gì biến đổi, chỉ là việc bọn họ chủ động tìm người gây phiền toái có chút sai lầm. Cuối cùng, cả bọn không thể nhanh chóng hạ gục những đối thủ rơi vào tầm ngắm bởi năng lực thủy chiến quá kém, nhiều lần để đối phương câu giờ đến khi quân Mạc Tiếu cứu viện. Bảy hội trưởng đều là đấng trượng phu biết tiến biết lui, vừa nhận thấy tình hình hoàn toàn không ổn, liền một mặt tỏ vẻ khinh bỉ Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo một mặt quyết đoán thay đổi sách lược, tiếp tục trốn tránh, không chủ động tấn công nữa. Quay qua quay lại hồi, kẻ xoắn suýt lên chính là họ, Diệp Tu vẫn thờ ơ như không, vừa tiếp tục luyện cấp xung quanh vừa nghe ngóng tình hình, chấp được thời cơ là quyết đoán giết ngay. Sau chốc lát, Tô Mộc Tranh cũng online trở lại, thêm một vị sát thủ ưu tú có tính áp đảo, áp lực của bảy công hội tự nhiên tăng không ít. Thời gian trôi qua, ai bên Diệp Tu vẫn vui vẻ như cũ, người chơi hai công hội lam khê các và mưu đồ bá đạo chạy rong khắp bản đồ cũng rất đối hớn hở. Đối mặt với những công hội đồng hạng mà chiếm được lợi thế áp đảo, khiến chúng muốn đánh không được, muốn trốn không xong chính là chuyện lâu rồi chưa xảy ra. Mọi người sâu sắc cảm nhận được ngồi dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát là cảm giác sung sướng đến mức nào. Chơi sắp sáng, thời điểm đi phó bản mỗi ngày cũng đến. Tinh thần của người chơi bảy công hội đã căng như dây đàn suốt một ngày, bình thường vốn là lúc phải tập trung tỉnh táo để đối phó với phó bản, giờ họ lại thấy như được nghỉ ngơi. chí ít trong phó bản họ sẽ không phải đối phó với trường hợp bị tập kích đột ngột mà không thể chống trả như thế này. đi phó bản đi phó bản đi. người chơi tinh anh các công hội đều tích cực nhất trí hô lên. cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. bảy hội trưởng công hội thầm thở phào nhẹ nhõm. bản thân họ cũng thuộc phần tử tinh anh của mỗi công hội, cả ngày theo chân những người khác chạy tới chạy lui. tập hợp hai đội bốn người đi. vài công hội đưa ra chỉ thị phân đội khá nhân đạo. Kỹ thuật PVE của họ không thành vấn đề, bằng bốn người đã có thể vượt bản, chỉ không ôm hy vọng lập kỷ lục thôi. Với tinh thần hiện giờ, họ quyết định vào phó bản để xóa, lấy đâu ra hứng thú lập kỷ lục mới. Bảy hội trưởng không ngờ rằng, sự sắp xếp nhân đạo này sẽ đưa đến cho họ một cú đả kích lớn. Đội ngũ vừa vượt qua phó bản lần thứ nhất, ra khỏi cửa đã gặp phục kích. Trước mặt hai đại cao thủ như Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, đến cơ hội trở lại phó bản cũng chẳng có, cả bọn đều hy sinh trong tay hai người ở cửa vào khác đội đường nhu cùng thiên thành làm khê các, mưu đồ bá đạo lợi dụng thế mạnh người đông cũng đồng thời tiễn đưa hai tổ đội nữa một lần phó bản đi tông bốn tổ chia đều cho từng nhà khiến cả bốn công hội lập tức phát điên ngay lập tức bọn họ chợt hiểu ra tại thời điểm dạng sáng reset lại phó bản đối phương đã lẳng lặng theo dõi các cửa vào yên lặng nhìn họ vào phó bản sau đó chúng chia đội đợi họ đi hết một lần phó bản mới tập kích suốt một đêm căng thẳng thần kinh người của bảy công hội đều mệt mỏi vô cùng Đến khi trời sắp sáng, phó bản vừa reset, ai cũng nghĩ đến việc nghỉ ngơi một chút trong phó bản nên quá mức sơ suất, thành thử ra một thủ đoạn đơn giản cũng khiến họ quên đề phòng. Hối hận cũng đã muộn màng, bốn nhà chết chùm đều cho rằng đối phương xài chiêu này thì át không chỉ phong tỏa chừng ấy, vì nhân số nên mới tập trung tấn công bốn cửa. Xét vấn đề nhân lực, đối phương có thể lên tới gần 20 người, theo lý thuyết, hoàn toàn có khả năng nắm giữ hành tung của 20 đội ngũ. Nghĩ vậy, bốn nhà bị diệt liền lập tức thông báo cho các đội khác bảo đồng bọn tranh thủ rời khỏi cửa bản lúc bố trí của đối phương chưa hoàn thiện ba nhà chưa bị tấn công khi nghe được tin cảnh báo thì cũng quá trễ người của họ đã vào lại phó bản cả bọn khóc không ra nước mắt không thể rời đi nữa chấp nhận mất lượt mà cưỡng ép rời bản hay cố tình tự sát đều là con đường không có lợi nhưng chỉ cần đi xong phó bản là có thể bị diệt đoàn tổn thất cũng chẳng khác mấy phương pháp trốn tránh an toàn nhất chính là lock ao ngay trong phó bản thế nhưng phó bản được bao trùm bởi khu luyện cấp, ai mà biết đối phương có nổi hứng đứng ngoài cây suốt đêm không, làm sao biết khi nào không có ai để vào lại. Cứ không vào game như vậy, không luyện cấp được mới là tổn thất lớn nhất. Hết cách, những công hội chỉ có thể mạo hiểm đi xong phó bản rồi đánh cửa cửa của mình có bị đối phương mai phục không. Vì vậy, sau đợt phó bản lần 2, đội không bị công kích liền hô may mắn, đội nào đụng đối thủ chỉ có thể bó tay chờ chết. Một lượt này có hai công hội bị tấn công, diệt toàn đội. Xem xét thử, bảy nhà liền nhận ra đối thương đã thu thập tin tức của từng nhóm trước, sau mới tiến hành thanh lý lần lượt, xử xong lại đổi nơi. Bởi vậy, cứ nhóm nào thoát phó bản liền vội vàng di rời. Chuyện gì làm được đều đã làm, nhưng cả hai lần đều chúng đòn đau, tâm lý các đội của bảy nhà dần trở nên bất ổn. Phó bản thường ngày vô cùng đơn giản, đột nhiên có người căng thẳng đến mức phạm sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến cả đội ôm nhau chết chung. Chỉ tiếc Diệp Tu không biết điều này, nếu không dù hắn không hề động ngón nào cũng nhất định vẽ thêm mấy dấu xx vào sổ ghi chép. Lượt đi phó bản cuối cùng, có người mừng có người lo. Dĩ nhiên đội ngũ nào bị theo dõi xích sao, kết cục chắc chắn là diệt đoàn. Cả một ngày bị giết, đến thời gian đi phó bản những tưởng được nghỉ ngơi, không dè vẫn chịu kích thích, sắc mặt của người thuộc bảy công hội lớn cứ phải nói là vàng ạch như đất, tức muốn ói máu. Số kinh nghiệm mất đi vì bị giết phải mất mấy tiếng luyện mới gỡ được, tốc độ luyện cấp của bảy công hội này đương nhiên chậm lại. Bảng xếp hạng top 100 đã xảy ra biến hóa lớn. Vốn dĩ việc họ bị giết một phần còn phụ thuộc vào số trời, nhưng nhìn chung thì xếp hạng của các nhân vật tinh anh trong bảy công hội đang lùi dần đều. Sau một hồi bị giết chóc căng thẳng, ba lượt phó bản Hồ Thiên Ba đã dùng hết. Thế nhưng cả bảy nhà cũng rối rắm cả lên, ai cũng mông lung không biết nên làm gì tiếp theo. Sau khi chịu đựng hàng loạt đả kích, sĩ khí của mọi người tụt thấp đến cực điểm. Dù là những người không bị giết trong đợt kích thích vừa rồi, trong tâm lý cũng không cảm thấy may mắn tí nào. Mấy kẻ tinh anh chia làm hai loại, một là đi hết ba lượt hồ thiên ba thì được tiến về thành, buồn bã ỉu xìu không muốn ra khỏi cổng, một là bình yên vô sự lang thang tại khu vực quanh phó bản như cô hồn giã quỷ, dáng vẻ đều là được chăng hay chớ. Vào thời khắc này, bảy hội trưởng công hội đều ngại nhắc đến câu nói miệng gắng, gắng nước kia. Trải qua một ngày này, ý nghĩa của từ gắng thực sự còn lớn lao như cũ ư. Mọi người luôn cẩn thận đề phòng, ai ngờ vẫn lần lượt bị giết. Nếu gặp lại chiêu ấy khi đi phó bản, dù có dự tính trước cũng khó mà đề phòng. Trong khi mọi người đều cảm thấy bàng hoàng, bảy hội trưởng của bảy công hội ở khu 10 lại nhận được tin nhắn từ quân Mạc Tiếu còn gắng nữa hả? Có ý nghĩa sao? Đúng vậy, còn ý nghĩa gì nữa đây? Bảy hội trưởng nhận được tin đều không vội tức giận mà tự hỏi bản thân vấn đề này. Sau một hồi tự vấn, cả bảy người thống nhất cho rằng, chuyện gắng tiếp này quả thực quá vô nghĩa. Mục đích ban đầu của các công hội vốn là đánh chết thiên thành, để công hội hưng hân không còn khả năng hình thành một đội phó bản có thể đe dọa kỷ lục của họ. Kết quả thì sao, đánh không chết thiên thành, lại bị đại thần của hưng hân truy sát đến mức lạnh sống lưng, chịu không nổi một ngày. Nay mục đích của học kỳ còn là sinh tồn được tại khu vực phó bản Hồ Thiên Ba. Còn công hội hưng hân thì sao, vừa không ngừng đả kích họ, mà đội ngũ đi phó bản được thành lập khi thiên thành và mã hậu pháo gia nhập năm ngày sau cũng chẳng bị ảnh hưởng tẹo nào. Mấy công hội tất bật ngược xuôi là vì cớ gì? Nếu chẳng làm gì cả, thì lúc này họ đã bình an luyện cấp, kết quả tự mình bê đá đập chân mình, biến khu luyện cấp đang yên lành trở thành chiến trường nguy cơ rình dập tứ phía. Hiện tại, hiệu suất luyện cấp của họ đã chậm lại, đồng thời chẳng làm được trò chống gì với chuyện thành lập đội phó bản của Hưng Hân, cố gắng một hồi chẳng mang về lợi lộc mà chỉ muốn giảm bớt tổn thất thôi. Nhưng tổn thất này họ muốn giảm cũng không được, bẵng qua một ngày, trong các công hội, có người may kẻ rủi, cũng có kẻ thì cáo kỉnh, người thì vụng trộm cười thầm, có điều mọi việc khó có thể kết thúc chỉ trong một ngày kể cả năm ngày sau cũng chưa chắc sự việc ngày hôm nay sẽ đeo đẳng đến khi đẳng cấp của họ tăng lên không còn luyện cấp ở khu vực hồ thiên ba nữa mới thôi họ không phải không có lựa chọn khác thực ra có thể nhượng bộ mà quay về khu luyện cấp thành tội ác hoặc đến những khu vực cao hơn hồ thiên ba một bậc như đồi loạn thạch thế nhưng những bậc lão làng vẫn lựa chọn ở lại hồ thiên ba hiển nhiên vì luyện cấp ở đây đạt hiệu suất cao nhất nhượng bộ thế kia sẽ chịu thiệt hiện giờ có ba con đường bày ra trước mắt họ thứ nhất lựa chọn nhường lại khu luyện cấp đến những khu hiệu suất không bằng hồ thiên ba khiến cho tốc độ thăng cấp chậm lại thứ hai đàm phán với quân mạc tiếu hoặc có thể dùng vật liệu đổi hòa bình như trước tuy rằng tổn thất nguyên liệu nhưng có thể bảo toàn những thứ còn lại thứ ba duy trì tình huống hiện tại tiếp tục gánh chịu áp lực đối mặt với hiểm nguy trốn tránh đội quân quân mạc tiếu để tiếp tục luyện cấp ở hồ thiên ba chẳng qua lựa chọn này sẽ tạo thành hậu quả gì hiện tại không thể dự liệu được. Nó dựa vào ăn ở cả đấy, lấy ví dụ như Yên Vũ Lâu, một ngày này họ đã xui bà cố rồi. Còn lấy ví dụ là Hoàng Phong, nếu so với lựa chọn một và hai, cách thứ ba lại được lợi nhiều hơn. Chọn con đường nào đây, bảy lão đại vẫn cảm thấy rối rắm chuối củ vô cùng. mươi 390, đầu hàng, cùng một vấn đề, cùng sự xoắn suýt. Sau khi hội trưởng bảy công hội cẩn thận tự ngẫm xong, đều quyết đoán loại bỏ phương án thứ ba chuyện nguy hiểm này thật sự không gánh nổi, mà ngoài áp lực ra, một sự thật vô tình đang bày ra trước mặt họ. Đấy chính là, nếu như trong bảy nhà lại có người đào ngũ đầu quân cho phe kia, thế chỉ sợ bọn họ cũng như Lam Khê Các và mưu đồ bá đạo, lập tức thay đổi hướng tấn công rồi mượn gió bẻ măng. Đừng tưởng giờ họ ôm chung lòng căm phẫn khinh bị Lam Khê Các và mưu đồ bá đạo mà lầm, nếu thực sự gặp tình huống như thế, mỗi nhà trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhất là trong thế giới ảo, họ càng chẳng biết thẹn. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn, những lời này dùng để hình dung mối quan hệ của những công hội thật sự quá thích hợp. Giả sử nếu nhà mình tiếp tục duy trì tình trạng này, mà đám khác lại đào mũ, nguy cơ áp lực sẽ tăng lên, không một công hội nào còn dám tiếp tục dây dưa ở Hồ Thiên Ba nữa. Rồi sau đó, chỉ còn vấn đề nhượng bộ hay thỏa hiệp. Nhượng bộ, rời khỏi khu luyện cấp Hồ Thiên Ba, thỏa hiệp, nộp vật liệu cho quân mạc tiếu cầu hòa. Một bên là tổn thất kinh nghiệm, một bên là tổn thất vật liệu, cá và chân gấu không thể nào chiếm hết được, nhưng trên phương diện tình cảm, thỏa hiệp chắc chắn sẽ gây uất ức hơn. Tuy hội trưởng các công hội thường cân nhắc vấn đề trên cơ sở đề cao lợi ích, nhưng cũng không thể phớt lờ cảm xúc của các thành viên trong công hội nhà mình. Mà hiện nay, thân phận của quân Mạc Tiếu là đại thần Diệp Thu, lập tức thoáng an ủi tâm lý cả bọn. Có đôi khi người của bảy công hội còn không biết rằng, giao đấu với đại thần là chuyện vui hay buồn. Vô cùng kiên định loại bỏ phương án thứ ba, giờ còn mỗi nhượng bộ hoặc thỏa hiệp, vấn đề không chỉ suy xét lợi ích nữa mà là xem cảm xúc và khả năng trần an của tất cả các công hội bảy công hội cũng biết kéo dài việc này là vô ích bèn nhanh chóng đưa ra quyết định bên diệp tu nhanh chóng nhận được tin nhắn của năm nhà trong bảy công hội do hỏi nếu họ không muốn gắng tiếp nữa thì phải làm sao đây diệp tu không nói gì thêm chỉ ung dung gửi một bản danh sách vật liệu đi năm lần hội trưởng năm công hội vốn đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn danh sách cũng không khỏi nghiến răng một phen số lượng vật liệu đã tăng so với lần báo giá trước. Người của năm công hội chỉ đành bó tay, nói là mượn gió bẻ măng cũng được, mỗi thời mỗi khác, năm công hội cũng từng nghĩ tới chuyện Diệp Thu sẽ tăng giá vào lúc này. Họ chỉ có thể bực tức trong lòng, chả ai nói ra cả, tin nhắn trả lời đều là đồng ý. Sau đó hai bên hẹn ngày và địa điểm giao dịch, danh sách vật liệu không hề ít, Diệp Thu còn đặc biệt dọn sạch ô vật phẩm trước. Địa điểm hẹn nhau là khu vực an toàn trong chủ thành, tất nhiên không cần kiêng rè chuyện đặt bẫy. Vừa đến nơi, năm người chơi mang tên năm công hội trên đầu đã tề tụ đông đủ, tất nhiên toàn những em trong top 100. Tuy những công hội trải qua ngày hôm nay rất gian nan, thứ tự đẳng cấp cũng thay đổi loạn xạ, nhưng ít ra toàn danh sách chưa bị thay đổi. Nhưng nếu còn kéo dài như vậy, ai cũng không dám chắc trên top 100 có xuất hiện thêm khuôn mặt mới nào hay không. Mọi người vất vả rồi, Diệp Tu chính mình đi đến, tùy đối phương đông người, khí thế lại thua hoàn toàn, không tên nào nói chuyện, cuối cùng Diệp Tu vẫn phải chủ động mở miệng. Kết quả vừa nói xong liền khiến cả bọn nghẹn lời. Ai tới giao dịch trước? Diệp Tu hỏi, tôi tới trước." Một nhân vật đi về phía Quân Mạc tiếu, chỉ là nhân vật trong trò chơi, lúc này lại mang một cảm giác u ám, cả đám phát hiện đây thật sự rất giống nghi thức đầu hàng, mà bọn họ chính là bên bại trận. Ah, ah ah, là ông." Diệp Tu nhìn tên của người đầu tiên tới giao dịch, mở cuốn sổ của mình ra, "Đã chết 5 lần, khổ cực rồi." Đại diện của Yên Vũ lâu đã chết 5 lần vội vàng giao dịch xong, khóc lóc chạy đi ông chết ba lần, không dễ dàng mà. Tên thứ hai là người trung thảo đường lên giao dịch cũng bị Diệp Tu nhận xét giống thế, nhanh chóng giao dịch rồi xoay người rời đi. Bốn lần, hai lần, ồ ông không vừa đâu, thế mà chưa chết lần nào. Sao hả, có hứng thú đến hưng hân của tụi tôi phát triển không? Công hội bọn tôi rất cần những người may mắn như ông. Người cuối cùng tiến lên không có dấu ích nào trong sổ ghi chép, Diệp Tu lập tức tán thưởng, còn lôi kéo một phen, kết quả người ta giao dịch xong cũng tức giận đi mất. Cậu thật xấu tính, Trần Quả ở một bên nhìn Diệp Tu nhận vật liệu, đương nhiên biết rõ Diệp Tu cũng không thật sự muốn lôi kéo, chỉ châm chọc khiêu khích mà thôi. Nói theo thuật ngữ chuyên nghiệp, đây là đang dùng lời rác rưởi. Cô vừa khinh bỉ vừa cười đến không đứng thẳng nổi. Năm nhà, còn hai nhà, coi bộ không chịu ồi. Diệp Tu nhìn cuốn sổ, sau cùng vẫn còn hai công hội trăm linh một độ và hô khiếu Sơn Trang chưa thương lượng cùng hắn. Xác nhận thử đã, hội trưởng hai công hội đều có mặt trong danh sách bạn tốt của Diệp Tu, hắn bèn gửi tin sang. Hai nhà trả lời tương tự nhau, chọc không được thì trốn. Tiếc ghê, Diệp Tu thở dài, tất nhiên là, hắn hoan nghênh đối phương cung cấp vật liệu cho mình hơn. Đối với những công hội lựa chọn thối lui khỏi khu luyện cấp, tốc độ luyện cấp sẽ bị chậm lại, nhưng với một công hội vừa mới bắt đầu như hưng hân, cục diện nhượng bộ tạo nên cũng không chiếm được nhiều ưu thế, mọi người còn chưa đứng trên cùng vị trí đâu. Việc đám kia nhượng bộ, sợ chỉ có các công hội dưới chướng câu lạc bộ khác mới vui vẻ thôi. Đối với Diệp Tu, hắn càng ưa thích loại hành động thực dụng như đổi vật liệu. Thu hoạch rất tốt, đếm lấy từng đống vật liệu trong túi, Diệp Tu vô cùng hài lòng. Một số vật liệu lấy được không thể dùng nâng cấp Ô Thiên Cơ, nhưng có chừng ấy vốn liếng, những vật liệu cần thiết có thể dùng cách giao dịch để đổi được. Ngoài ra, trừ một vài vật liệu hữu hạn về số lượng, còn sót lại, dựa vào sự tích lũy cho tới nay, hắn đã có thể trải bằng con đường nâng cấp Ô Thiên Cơ lên level 50 rồi. Mà việc tăng level về sau mới càng quan trọng vì Diệp Tu cũng không biết chính xác danh sách vật liệu cần thiết để nâng cấp là gì, cần phải căn cứ theo dòng suy nghĩ trước giờ rồi từng bước nghiên cứu thực tế. Trong quá trình này, nếu chọn sai vật liệu mà làm hỏng ô thiên cơ thì chỉ đành tạo lại từ đầu, vậy nên chưa thể ngừng tích lũy vật liệu. Giai đoạn khám phá từ cấp 50 đến 70, Diệp Tu không tin mình có thể thành công ngay lần đầu. Mà lỡ thành công ngay lần đầu, hiệu quả đạt được cũng chưa chắc như mong đợi. Tăng cấp ô thiên cơ, giai đoạn trước 50 thì chỉ cần kiếm vật liệu, sau 50 mới được xem là tiến hành thực sự. Tính toán xong, Diệp Tu cất tất cả những vật liệu mới lấy được vào nhà kho. Theo dự tính ban đầu chỉ là đánh thuê đổi ít vật liệu lẻ tẻ, rồi đồng ý thách đấu với Vương Kiệt Hy, lại đến bán kỷ lục phó bản, sau cùng thành bồi thường đầu hàng, vật liệu trong kho của hắn đã trồng chất được rực rỡ muôn màu, hơn nữa những vật liệu này còn là vật liệu hiếm. Trần Quả đứng xem mà muốn rớt cả mắt, cô chỉ là một người chơi vinh quang thật thà, dù tích lũy tất cả những vật liệu hiếm trong nhiều năm, cũng còn lâu mới sánh được với đống trước mắt. Rốt cuộc phải chơi thế nào mới được như này hả? Trần Quả thực sự bị kích động mém khóc, sắp xếp xong nhà kho, Diệp Tu nhận được tin nhắn là dạ độ hàn đàm đang hào hứng báo cáo phát hiện của họ. Há, không cần nữa đâu, Diệp Tu trả lời, tại sao? Dạ độ hàn đàm hỏi, bọn chúng sẽ không gây rối nữa. Diệp Tu trả lời, à, dạ độ hàn đàm hiểu ra ngay lập tức, vì vậy vẫn có một câu gã rất muốn nói nhưng cuối cùng lại nhịn được, người quấy rối chính là ông mới đúng chứ. Xử lý hết thảy xong xuôi, hai nhà công hội 301 một độ và hô khiếu sơn trang lặng yên rời khỏi hồ thiên ba. Chuyện giả bộ rời khỏi rồi bí mật đến luyện trộm cũng là một thủ đoạn, nhưng hiển nhiên giờ không nhà nào có tâm tư làm chuyện ấy, cảm giác cầy cú trong lo sợ, mọi người chịu quá đủ rồi. Sau khi đuổi dạ độ hàn đàm, Diệp Tu lại chủ động nhắn tin cho Lam Hà, hiện tại không cần tình báo nữa. Tại sao, theo thường lệ, Lam Hà đương nhiên muốn hỏi thử, bọn chúng sẽ không gây rối nữa. Câu trả lời của Diệp Tu giống y xì đúc, người quấy rối chính là anh chứ. Nhưng Lam Hà lại không giống dạ độ hàn đàm, cậu có chuyện là nói thẳng ra. Là mấy cậu trước mà, Diệp Tu nói, là ông anh đi đào người trước. Lam Hà nhắc nhở, tôi không có à nha, tôi chỉ nói mình là Diệp Thu, người ta liền tự tới luôn, nói thật cũng không được hả. Lam Hà rơi lệ đầy mặt, cậu lại thua rồi, đánh phó bản, vẫn còn vị trí, cậu có tới không diệp tu hỏi Lam Hà gần 2 giờ mấy công hội hiện đã xong hết ba chuyến phó bản ngày mai tô mộc tranh còn phải thi đấu chuyên nghiệp hôm nay dự định nghỉ sớm cô đã lo cao trước rồi lam Hà Nếu mấy ông 5 người một đội hẳn còn dư ba người chưa có đội nhỉ muốn mang theo không diệp tu tiếp tục hỏi ông mang một đứa còn hai đứa tính sao Lam Hà tức giận Ây, diệp tu trả lời ngay sau đó nói tiếp tụi mình tính sai rồi mấy cậu 5 người một đội thì chỉ còn hai người thôi chứ. Lam Hà khẽ giật mình, lập tức nhớ ra, vốn còn một chỗ của Thiên Thành, nay gã đã đi ăn máng khác, đương nhiên chỉ còn hai người. Hai người thật sự không thể vào phó bản à nha. Đến đây, tụi tui có thể mang một em. Diệp Tu nói, thế còn một tầm tính sao? Lam Hà hỏi, cùng công hội khác gom góp thành một nhóm. Diệp Tu nghĩ kế, thật ra trong khoảng thời gian này, quân đoàn dẫn đầu của họ thường gặp phải một ít đội lộn xộn như vậy. Bởi vì mỗi công hội gồm 8 người, muốn lập kỷ lục chắc chắn phải có 5 người, còn lại 3 người đánh bản nhất định sẽ vô cùng vất vả, mà hiện chỉ có đám bọn họ chứ không có giá đội, nên đôi khi mọi người cũng không xoắn suýt chi, tìm người của công hội khác lập đội cho xong. Vậy nên, đề nghị của Diệp Tu cũng chính là biện pháp mà tất cả công hội lớn thường lựa chọn trong khoảng thời gian này. Nhưng Lam Hà chợt cảm thấy, trung đội với Hưng Hân cứ như đang cấu kết với họ vậy. chương 391, gió êm sóng lặng, bây giờ, các công hội dần mất hứng thú với kỷ lục phó bản sắp thấy không thể cản trở quân Mạc Tiếu thành lập đội phó bản, mọi người tức khắc hiểu rằng họ có tranh cãi nữa cũng chỉ giành được vị trí thứ hai trên bảng kỷ lục, thế thì thật sự quá mất mặt, nên lúc này họ không cần dùng đội 5 người đi đánh bản nữa. 8 người chia hai đội, 4 người cũng tạm ứng phó được. Nhưng như Lam Khê Các, vì Thiên Thành làm phảnh mà thiếu một người. 7 người chia hai đội, thế chắc chắn sẽ có một đội 3 người, một đội 4 người. 4 người còn ứng phó nổi, 3 người, dù đã quen tay với chuyện này nhiều đến đâu cũng không thể khinh thường. Nếu không phải tình thế bắt buộc, bọn họ cũng không muốn ba người miễn cưỡng phá bản. Mấy ông lập đội trước đi, tôi với hệ châu đi gộp đội với công hội khác. Lam Hà là một hội trưởng tốt, bố trí cho đàn em trước mới lo cho chính mình. Tôi bảo, hiện không có công hội nào khác đâu. Hệ châu nói, Lam Hà khẽ giật mình, lập tức nhớ ra. Hồ Thiên Ba bây giờ, ba chuyến phó bản vẫn chưa xong, ngoại trừ đại thần Diệp Thu, chỉ còn mỗi mưu đồ bá đạo và lam khê các thôi. Chẳng phải còn người của bá đồ sao, bọn họ vừa hay dư ba người, có thể cùng tụi mình góp thành một đội. Lam Hà nói xong bèn nhắn tin cho tạ độ hàn đàm, kết quả được biết tám người kia đã chia thành hai đội, hai đội bốn người cũng đã vào phó bản. Đành lập một đội ba người gắng chút thôi. Sau khi biết chuyện, hệ châu bất đắc dĩ bảo, Lam Hà thở dài, bảy kẻ tội nghiệp đành chia làm một đội bốn người một đội ba người, lần lượt tiến vào phó bản lời mời của diệp tu bên kia cậu ta hoàn toàn không để ý trần quả cũng nhìn thấy diệp tu đi mời người rồi bị từ chối mà tại sao diệp tu phải mời người đương nhiên là vì trong đội của họ có một người không tự do về mặt thời gian như tô mộc tranh cô có thể đuổi kịp level của mọi người một là vì vừa vào game đã được diệp tu bỏ chút thời gian kéo hai là thực lực của cô mạnh sẵn hiệu suất trên level cao hơn người bình thường còn thêm nhiệm vụ noel lần trước nữa tuy ba người diệp tu Tô Mộc Tranh và Đường Nhu cầm đầu lúc ấy, nhưng họ lại đứng bét trong top 100, so ra, thực lực mạnh vẫn kém các công hội lớn rong rổi 24 trên 7 không ngừng nghỉ. Nhìn bọn Diệp Tu cuối cùng phải chấp nhận chuyện bốn người vào bản, mà nhân vật của Tô Mộc Tranh thì thiếu mất một chuyến, kinh nghiệm chắc chắn sẽ bị tụt về sau, nhiều lần như thế, tất nhiên sẽ tụt càng xa, Trần Quả Nhịn không được quan tâm các cậu vào phó bản rồi, Tô Mộc Tranh làm sao đây? Ngày mai cô ấy online sẽ không có người đánh bản cùng. Hết cách rồi, không đợi được em ấy nữa, ngày mai em ấy còn phải thi đấu mà. Diệp Tu nói, cô ấy bận rộn như vậy, quá cực khổ, Trần Quả đau lòng thần tượng, cũng may, thời gian em ấy tiêu tốn trong game không nhiều lắm, lại có kỹ thuật đền bù. Diệp Tu nói, dù có kỹ thuật đền bù, cũng không thể so bằng người của công hội lớn luôn online 24 giờ chứ. Trần Quả xuất thân từ công hội lớn, đương nhiên biết rõ tình huống này. Vậy cũng đúng, Diệp Tu thừa nhận, thật ra, trục yên hà của chị hiện tại đã mắc level, còn vừa rút khỏi công hội, thêm việc không có đội cố định vào phó bản, ngược lại có thể tạm ngừng chăm chút cho nó. Trần quả ấp úng như bị quíu lưỡi, không hề giống chị chủ hổ báo ngày thường. Hả, ý chị là, chỉ có thể giúp Mộc tranh luyện, nói chuyện ấp úng nhưng Diệp Tu vẫn nghe rõ. Ừ ừ ừ, Trần quả dồn sức gật đầu, pha chút kích động, luyện chung nick với idol là chuyện vui vẻ nhường nào. Thế thì ngày nào cũng phải chuyển thẻ đó, không phiền chị chứ. Không phiền, không phiền, Trần quả ra sức lắc đầu, càng thêm kích động, đây là điều hạnh phúc khi luyện chung nick đó. Mỗi tài khoản trong vinh quang chỉ có duy nhất một thẻ, luyện chung tất nhiên phải ngày ngày giao thẻ, thế chẳng phải mỗi ngày đều nhìn thấy thần tượng của mình hay sao? Nghĩ đến đây, Trần Quả không khép miệng nổi. "Chị chủ, chị bao nhiêu tuổi rồi?" Diệp Tu bất thình lình hỏi một câu. "Hả? Trần Quả không hiểu vì sao cậu ta lại tự nhiên chuyển sang vấn đề này. Tuổi của mình, chẳng phải Diệp Tu đã sớm biết hay sao? Chị chủ chừng ấy tuổi rồi." Còn theo đuổi thần tượng như mấy em thiếu nữ, thích hợp không?" Diệp Tu nói, muốn chết hả? Trần Quả đã lâu không bùng nổ lập tức nhảy dựng, thế nhưng nhìn trái phải cũng không tìm được thứ gì đập vừa tay. Chuột với bàn phím trong tay toàn hàng chuyên dụng gần đây mới mua, cô rất thích, màn hình quá đắt, ghế ngồi quá lớn, gây ồn sẽ ảnh hưởng không tốt. Khụ khụ, thực ra chị nói rất đúng, luyện giúp có thể giảm bớt gánh nặng rất lớn cho tụi tôi. Là một khâu quan trọng cực kỳ trong việc kiến thiết và phát triển công hội quyết định của chị chủ thật sáng suốt diệp tu vội nghiêm mặt nói ánh mắt bình tĩnh của đường nhu ngồi cạnh cũng phải chuyển thành nín cười trần quả bị diệp tu múa mép đến nuôi giận giờ khóc giờ cười ngồi xuống hỏi vậy cậu bảo nên làm gì đây nếu muốn tăng level nhân vật này của tôi mới là chủ chốt đấy chị chủ chị có lòng thì giúp tôi cầy thuê đi diệp tu nói giúp cậu ấy hả hứng thú của trần quả rõ ràng giảm mạnh nếu đổi lại trước kia chuyện cầy game thuê cho diệp thu cũng làm cô hưng phấn phát điên nhưng bây giờ đối mặt với diệp thu hàng thật giá thật đã thế đứng sau còn là loại người như diệp tu trần quả cũng chậm rãi phai nhạt sự sùng bái với vị đại thần này được rồi cuối cùng cô vẫn đồng ý đừng miễn cưỡng thế chứ nhân vật của tôi chơi cũng vui lắm chị xem nè diệp tu bấm tạch tạch biến đổi hình thái ô thiên cơ trong tích tắc sâu cái sự vui của quân mạc tiếu biết rồi trần quả khẽ gật đầu ô thiên cơ quái lạ này quả thực rất hay ho ngặt nỗi trần quả không rõ các nghề khác mấy lần chơi quân mạc tiếu toàn dùng mỗi kỹ năng hệ xạ thủ nếu giờ quả quyết muốn cầy thuê thật vậy cô sẽ thử sức với những nghề khác chị nói trước chị không cuồng game như mấy đứa lúc cậu không luyện chị mà mệt thì chị cũng không luyện đâu đấy trần quả đưa ra điều kiện thế nếu là tài khoản của tô mộc tranh thì sao diệp tu hỏi thử trần quả liếc xéo ẩn ý rõ là chú mày không biết xấu hổ sao mà đòi so với em ấy diệp tu bó tay bản thân mình rõ ràng là đại thần có tiếng hơn tô mộc tranh mà Diệp Tu vừa trò chuyện với Trần Quả, vừa đánh phó bản hồ thiên ba. Thiên Thành và Mã Hậu Pháo đều là tay lão luyện, vốn dĩ không cần Diệp Tu chỉ huy gì, mà hắn có bận nói mồm với Trần Quả cũng thừa sức ứng phó. Ô Thiên Cơ chuyển đổi linh hoạt, liên tục thi triển những kỹ năng vụn vặt của đủ các nghề, tỏa sáng nhất cả tim. Có đại thần tỏa chấn, lại không bị gà mờ quấy dày, cả đội muốn chết chùm quả là một chuyện khó. Lam Hà hiện đang buồn bực, làm hội trưởng tốt thay đàn em lo nghĩ, nhường cơ hội vào đội 4 người cho người khác, bản thân chui vào đội 3 người, cả hành trình quả thật rất nguy hiểm. Ba người gian nan giết suốt một đường, rốt cuộc không đỡ nỗi em boss thứ hai, sau khi nhầm nhọt thì bị boss tần chết. Độ khó của phó bản vốn cao hơn cầy cấp ở khu hoang dã, tạch là chuyện thường ở huyện. Thế mà chết ở phó bản trả được quá ăn ủi, phạt y chang nhau. Thiết lập này từng bị nhiều người lên án thở ban đầu, nay vinh quang đã được 10 năm, đám lão làng đã quen với nó, chả buồn mắng mỏ thiết lập của game nữa. Xong, chết trong bản có duy nhất một điểm tiện, người chơi phục sinh xong sẽ được đưa thẳng đến cửa bản, không bị đưa về chủ thành mất công chạy lại. Lúc này ba người tụ tập ngoài cửa phó bản, vừa thương thân tiếc phận an ủi nhau vừa đợi trạng thái lâm nguy được giải trừ, kết quả Lam Hà nhận được tin nhắn của Diệp Thu, ẻo hả. Lam Hà sướng sờ, bên này mới tạch, bên kia đã biết rồi, chẳng lẽ một trong hai ông bạn trước mắt này là người của đối phương? Làm sao ông biết, bảng cấp bậc đó, Lam Hà lại giật mình, Vội mở bảng cấp bậc ra xem, thì ra trong năm ngày cậu không thể luyện cấp, kinh nghiệm vừa tụt khi chết, đã bị Quân Mạc Tiếu và Đường Nhu vượt qua. "À, xem hết bảng cấp bậc." Lam Hà lên tiếng, "Bên tụi tôi thiếu người." Diệp Tu nhắc lại chuyện cũ, Lam Hà chợt giật mình, rồi đột nhiên nói với một trong hai người trước mặt, "Lát nữa ông đi theo đội ngũ của Quân Mạc Tiếu, bọn họ thiếu người." "Hả?" Người nọ giật mình, "Hệ Châu, ông theo đội của Đăng Hoa dạ, họ không có mục sư nên cực khổ lắm." Sau cùng, Lam Hà bảo với Hệ Châu, đội ba người bọn họ dẫn theo mục sư để đảm bảo an toàn, chỉ có điều sức chiến đấu chắc chắn sẽ kém đi. Nhưng nếu không mang mục sư mà muốn đi cả bản bằng kỹ thuật, họ lại không cùng đẳng cấp như Diệp Tu hay Đường Nhu, thực sự không đủ tự tin, thế nên ba người quả là một đội túng thiếu. Thế còn ông, hai người chăm miệng một lời hỏi, tôi bỏ luyện 5 ngày rồi, thiếu thêm hôm nay cũng chả ăn nhầm gì, tôi sang phá bản thành tội ác được mà. Đoạn Lam Hà nói với cả hai liên hệ với Diệp Tu giới thiệu một người từ công hội mình. Hả, thế còn cậu? Diệp Tu hỏi, thì đi quanh quẩn thôi, Lam Hà rất ung dung, cậu không có đội à? Thế chẳng phải cậu đang rảnh sao, thứ Diệp online tài khoản tuyệt sắc kéo người đi. Diệp Tu nảy ra ý kiến, cút, tôi bận lắm đó, Lam Hà bùng cháy, dấu ba chấm đại pháp lại được Diệp Tu sử dụng. Một đêm không có gì đáng nói, sau khi kết thúc phó bản, tất cả mọi người đi luyện cấp ở Hồ Thiên Ba, mọi thứ trở về nguyên vẹn lắm lúc tình cờ chạm mặt, đám bên công hội còn hơi căng thẳng, nhưng non quân mặc tiếu thu vật liệu rồi đích thực không động thủ nữa, đôi khi đứng gần còn chào hỏi nhau, dần già cũng yên lòng. Có điều cách chào hỏi của người này thật đáng đấm, nhìn tên thì chẳng gọi, cứ hô gì mà ê chết hai lần, ê chết ba lần, chết bốn lần vân vân. Đường đường là đại thần, đám tôm tép bọn họ chết nhiều lần còn đách quan tâm đây. Mọi người không ngừng oán thầm, chương 392, ra thế có gì hay. Bình yên vượt qua một đêm, sự khẩn trương trong lòng những người chơi công hội lớn cuối cùng cũng bình phục. Bình minh đến, thời điểm ai nấy chuẩn bị lo cao, bọn hội trưởng đột nhiên nhận được tin nhắn của Quân Mạc Tiếu, "Đừng quên chuẩn bị vật liệu của ngày mai đấy." Cái gì? Các hội trưởng đều chấn động, phất phơ trong gió, rít gào trong gió, tay run run không biết nên đáp gì. Sau đó nhanh chóng nhận thêm một tin nữa, "Đùa chút thôi." Đề, có người thậm chí nhắn lên kênh thế giới, không biết thì không rõ, nếu biết đương nhiên rõ tin này dành cho ai cả đám lo cao thay dự bị ra sân bên diệp tu tối hôm qua trần quả đi theo hóng hớt ép mình ngủ trễ còn hơn cả tô mộc chanh bình minh rồi mà còn chưa rời giường ban ngày đường nhu vẫn đi làm như thường sau không hề nấn ná cũng lo cao nghỉ ngơi còn diệp tu thì hăng hái luyện cấp một mình mãi đến khi trần quả thức dậy bèn chuyển nhân vật cho trần quả luyện tiếp theo những gì đã thương lượng tối qua chị đã nói rồi chị không muốn chơi sẽ ngừng luyện ngay đó trần quả nhấn mạnh ờ biết rồi Tôi chưa làm mấy cái nhiệm vụ cơ bản đâu, chỉ có thể làm nhiệm vụ luyện cấp." Diệp Tu nói, được, Trần Quả gật đầu, chính thức bắt đầu kiếp sống cày thuê của mình. Là một cô gái nói một là một, nếu Trần Quả đã nói thế với Diệp Tu, ắt biết chính mình đã dần mất kiên nhẫn với vinh quang sau thời gian dài, thứ gì cũng từng chơi và trải qua, trò chơi giờ dễ dàng đâm ra chán ngán. Trừ một số hoạt động đặc biệt hoặc những thời điểm đặc thù, cô không thể kiên nhẫn cày cấy máy móc mỗi ngày như Diệp Tu và Đường Nhu được. Trần Quả cảm thấy mình luyện cấp vài ba giờ sẽ hết muốn chơi nữa, sự thật chứng minh cô hiểu rất rõ bản thân mình, bất kể chạy nhiệm vụ hoặc đánh quái cây cấp, cô nhanh chóng ngán ngẩm vì chả thấy mới mẻ gì. Cũng nhờ món vũ khí tự chế mới là ô thiên cơ, cô mới chịu đựng được lâu thế. Giao xong nhiệm vụ lần này là được, Trần Quả nghĩ thế trong đầu, tiếp tục rồi tiếp tục. Mãi đến khi Diệp Tu thức dậy, đứng phía sau cô, Trần Quả vẫn đang bôn ba làm nhiệm vụ, trong lòng lặp lại không biết bao nhiêu lần đây sẽ là lần cuối làm xong thì thôi tuyệt luyện nhanh đó không hổ là tay lão làng diệp tu nói kết quả trần quả đang đeo tai nghe nghiêm túc đánh quái nên không nghe thấy chị chủ nên tan ca thôi diệp tu đành phải đến gần tai cô giống to hả trần quả giật nảy mình vừa quay đầu đã thấy diệp tu đứng sau cô ngạc nhiên lại ngó thời gian thế mà đã chiều rồi không phải chị nói chơi mệt sẽ nghỉ sao có tinh thần vậy diệp tu xem thanh kinh nghiệm tăng lên biết ngay trần quả chẳng hề nghỉ ngơi bằng không sao có thể tăng được chừng ấy ờ phải há trần quả nói mệt chưa không mệt chị chơi tiếp đi diệp tu nói trả cho cậu trần quả đứng dậy lúc rời đi còn thấy mờ mịt cô bất giác chơi lâu thế ư bản thân nên sớm thấy chán chuyện gì đã giúp cô chịu đựng được đến giờ trần quả rời khỏi rồi đi một vòng cuối cùng cũng vòng về xem diệp tu đang làm gì nhìn thử diệp tu chỉ đang đánh nốt con quái mình chưa đánh xong làm nốt nhiệm vụ mình chưa làm hết thôi, chẳng có gì mới lạ, không có gì đáng nói. Trần Quả cứ đứng ngẩn người nhìn thật lâu, cô chợt phát hiện bản thân luyện thì nhàm, không luyện sẽ càng nhàm hơn. Bao nhiêu gửi gắm với vinh quang, cô dường như đã dành hết cho khu 10, cho công hội Hưng Hân ở khu 10, cho nhân vật nghe bảo là trọng yếu nhất chiến đội quân Mạc Tiếu. Tán nhân à, Trần Quả gãi gãi đầu, nếu quân Mạc Tiếu thật sự xuất hiện ở giải đấu chuyên nghiệp, vậy sẽ tạo nên cảnh tượng gì đây? Chiến đấu cùng vương bất lưu hành đại mạc cô yên giả vũ thanh phiền thậm chí nhất diệp chi thu tiếng tăm lừng lẫy vậy trận chiến sẽ như thế nào cha chị làm xong nhiệm vụ này rồi trần quả còn đang ngơ ngác diệp tu bỗng nhiên nói một câu hả trần quả tiến lại gần xem thử diệp tu đang nói nhiệm vụ gì cô lập tức gật đầu xác nhận đúng vậy làm xong rồi à diệp tu cũng không nói gì nữa tiếp tục bận rộn trần quả bèn kéo ghế ngồi bên khoa tay múa chân như một quân sư đang bày mưu tính kế tuy cô biết rõ đây chỉ là múa dìu qua mắt thợ song vẫn phấn chấn vô cùng nhất là khi diệp tu hoàn toàn làm theo lời cô quả thực rất thành tựu sau bữa cơm chiều tiệm nét lại trở nên náo nhiệt thậm chí còn náo nhiệt hơn bình thường bởi vì hôm nay là vòng đấu thường lệ của giải chuyên nghiệp thường thì tiệm nét hưng hân sẽ chiếu màn ảnh rộng trận của gia thế việc này đã trở thành điểm đặc sắc của tiệm mỗi khi đến ngày này tiệm nét đều tụ tập được nhiều khách hơn bình thường đứa nào chiếm máy sẽ bị tính phí còn dân đứng xem chỉ cần đừng cản trở tầm mắt của người khác thì chẳng ai để ý. Sau giờ cơm chiều hôm nay, Trần Quả chỉ huy đám quản lý tiệm bắt đầu bố trí, gắn xong tất cả đường dây trước khi trận đấu bắt đầu, hình ảnh bèn được tiếp sóng thẳng lên TV. MC và khách mời đang tán gẫu, mọi người nghe nội dung mà thấy là lạ, vài vị khách chú ý tình hình phát sóng vòng đấu vừa thấy màn hình đã la lên. Chị chủ, sao kỳ vậy? Giọng nói nối tiếp nhau, kỳ gì, Trần Quả chống nạnh đứng cạnh màn hình chiếu của mình. Ra thế đó, hôm nay TV không tiếp sóng trận của gia thế, chị mau tiếp sóng trên Internet đi. Có người hô, giải đấu chuyên nghiệp của Vinh Quang tổng cộng có 20 chiến đội, từng cặp sẽ đấu với nhau trong vòng đấu thường lệ, 10 trận tiến hành cùng lúc. Kênh TV lại có hạn, không thể nào tiếp sóng cả 10 trận. Nên những kênh về eSports thường sẽ truyền trực tiếp những trận lôi cuốn, thu hút nhất hoặc những trận đã giao kèo theo quy định, thế mới câu được lượng người xem rộng rãi. Ví dụ như hôm nay, có cuộc chiến giữa hai kẻ thù mạnh là Vi Thảo và Lam Vũ, cuộc chiến của gia thế với một đội yếu hơn đành bị đẩy giang bên. Muốn xem trận của gia thế chỉ có thể lên mạng, trên mạng tiếp sóng cùng lúc 10 trận, thích xem trận nào thì xem. Ở tiệm nét hưng hân, Trần Quả vẫn luôn tiếp sóng trận gia thế, thành thử gia tạo nên đám khán giả trung thành đều là fan kiên trung của gia thế. Chỉ cần là trận của gia thế, họ đách thèm quan tâm trận đấu cấp vương giả giữa Vi Thảo và Lam Vũ. Mà màn hình lại đang trình chiếu kênh TV. Đương nhiên là Vi Thảo đấu với Lam Vũ, đây không phải trận cả bọn muốn xem, bèn nhanh chóng nhắc nhở chị chủ. Gia Thế hôm nay đấu với Minh Thanh, có gì hay mà xem? Trận kinh điển không thể bỏ qua hôm nay đương nhiên phải xem Vi Thảo đấu với Lam Vũ. Trần Quả lớn tiếng nói, cả đám kinh ngạc, những người đến vì nguyên nhân đặc biệt này chắc chắn chỉ toàn khách quen, ai chẳng biết cô chủ xinh đẹp của Hưng Hân là fan bự trung thành của Gia Thế. Hơn nữa nghe nói tuổi không còn nhỏ, là phụ nữ mà lại say mê cuồng nhiệt Tô Mộc Tranh chuyện này bị không ít kẻ lấy làm đề tài buôn dưa. Một phen bự như thế, lại bảo ra thế có gì hay mà xem, chả biết có bị chúng ta không. Mọi người kinh ngạc một hồi, rốt cuộc thì có người bảo, chị chủ đừng đùa nữa, mau chuyển kênh, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Đúng vậy, đúng vậy, tất cả đồng thanh, nhiều người quả quyết cho rằng Trần Quả chỉ nói giỡn, không có khả năng không xem trận đấu của gia thế. Ai nói giỡn, hôm nay chỉ trực tiếp phi thảo và lam vũ đấy. Cuối cùng, giọng điệu chắc cú của Trần Quả khiến người ta vỡ lẽ đây không phải đùa. Ra thế, ra thế, chúng tôi muốn xem ra thế. Nhiều người lập tức nổi dậy khởi nghĩa, hô hào, huyết sáo, ném này nọ lọ chai, kịch liệt kháng nghị. Ai ngờ Trần Quả không hề lùi bước, cô chỉ vào màn hình, nhảy lên băng ghế, là vi thảo đấu với Lam Vũ, muốn ra thế về nhà mà xem. Tất nhiên, sự trung thành của đám fan ra thế lớn hơn tình cảm dành cho tiệm nét nhỏ hưng hân. Thấy chị chủ hôm nay chập chen chết cũng không tiếp sóng trận ra thế, cả bọn nhất thời nổi giận. Không ít người kêu gào đủ loại khẩu hiệu như đéo đến đây nữa, vèo cái liền biến mất hơn nửa. Nhiều kẻ thừa lúc ẩm ý còn cố tình gây chuyện, kéo đôi con chuột phá hai bàn phím, nhắm chuẩn cơ hội là phá hoại đồ đạc ngay. Dẫu trần quả nhìn thấy, cũng đành bất lực, cô không nói gì, chỉ nhìn theo mọi người rời đi. Số người còn lại, ngoại trừ không xem trận đấu, vài người trông khá trứng chạc, không đến mức bởi vậy mà tức giận sinh sự tiệm không phát sóng, nếu muốn xem ra thế, chẳng phải cứ tự mình kiếm trận của ra thế trên máy tính là xong. Trong màn hình, trận đấu của hai kẻ mạnh đã bắt đầu, ngoài tiệm thì heo hút, nơi nơi lộn xộn. Chuột và bàn phím bị kéo rơi trên đất, hoặc bị kéo hỏng vô số kể, một số màn hình còn bị đập vỡ, may thay CPU đặt trong bàn máy tính, bằng không cũng khó thoát khỏi số phận. Nhân viên của tiệm yên lặng thu dọn, cứ nghĩ với cá tinh chị chủ, chị chắc chắn sẽ bị chọc điên mất, không ai dám lên tiếng bắt chuyện ai ngờ chỉ thấy diệp tu nãy giờ đang chơi game chợt bâng quơ đi thẳng tới trước màn hình chiếu từ vị trí của mình kéo ghế thoải mái ngồi xuống miệng bảo nói rất đúng trận ra thế hôm nay có gì hay mà xem tất nhiên phải xem vi thảo và lam vũ chẳng hiểu chút thưởng thức nào người đẹp mau lên chị đang chắn màn hình đấy à trần quả đang đứng trên ghế bỗng dưng bật cười nhảy xuống kéo chiếc ghế đã dẫm lên sang không hề lau chùi ngồi xuống cạnh diệp tu cùng nhau nhìn màn hình khụ diệp tu đột nhiên ho một cái sao, muốn hút thuốc, Trần Quả liếc sang, không phải, chị không thấy là, hai ta ngồi thế này gần quá ư. Trần Quả ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu siêu lớn của mình, gật đầu hơi hơi. Mau tránh xa chút, nhớ lát nữa chiếu cận cảnh Vương Kiệt Hy, cam đoan chị sẽ bị tỷ lệ hai mắt của cậu ta hù chết. Diệp Tu nói, chương 393, không tập trung, cậu đây có thể xem là công kích cá nhân không? Trần Quả vừa buồn cười, vừa cố tỏ ra nghiêm túc nhắc nhở Diệp Tu. Đâu có đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi, không tin chỉ cứ ngồi đây đi. Diệp Tu vừa nói vừa nhích ghế ra xa xa màn hình. Trần Quả do dự một lúc, nghe Diệp Tu nói vậy, trong lòng cũng hơi xoắn suýt, cuối cùng cũng nhích theo hắn. Lúc kéo ghế còn không dám ngoảnh đầu lại, sợ bắt gặp cảnh tượng kinh dị Diệp Tu miêu tả. Đợi hai người ổn định vị trí, trận solo đầu tiên của hai đội cũng kết thúc, tuyển thủ Lam Vũ dùng một chuỗi liên kích xuất sắc đánh bại tuyển thủ Vi Thảo, tạo nên khởi đầu tốt đẹp. Tuyệt, lúc Trần Quả ngồi xuống nghe được kết quả này, kêu lên một tiếng. Chị ủng hộ bên đó hả? Diệp Tu không nhịn được hỏi. Sao cũng được, Trần Quả đáp, vậy chị khen cái gì? Đánh hay thì khen thôi. Trần Quả hất mặt vinh vang, bấy giờ trong tiệm nét vô cùng bừa bộn, bầu không khí lạnh tanh im lìm. Đừng nói là ngày có vòng đấu thường lệ, dù là ngày thường, ngay khung giờ cao điểm hiện tại cũng chưa bao giờ vắng vẻ tới vậy. Trong không gian nhếch nhác bừa bãi đó, chỉ có mỗi hai người là còn tập trung nhìn màn hình lớn không cổ vũ bên nào cả coi cũng chán lắm diệp tu nói vậy cậu theo phe nào trần quả hỏi tôi tôi là dân chuyên nghiệp tất phải nghiên cứu trận đấu bằng ánh mắt chuyên nghiệp chỉ coi mấy đội này về sau đều là đối thủ của tụi mình hết diệp tu chỉ vào hai nhân vật vừa kết thúc phần thi đấu trên màn hình nói trần quả nghe mà dạo rực nhất là khi diệp tu dùng chữ tụi mình khiến trần quả cảm thấy cô dường như đã bước một chân vào giới vinh quang chuyên nghiệp cao xa kia vậy trận thứ hai nhanh chóng bắt đầu cả tiệm nét vẫn mỗi hai người quan tâm, những người khác cũng xem thi đấu, nhưng là chăm chú nhìn màn hình máy tính của mình theo dõi trận đấu của gia thế. Thật ra tiệm nét tới nông nỗi này, trong lòng Trần Quả làm sao có thể thở ơ. Tiệm nét hưng hân của cô, vì ở đối diện câu lạc bộ gia thế, trước nay đều được fan hâm mộ gia thế yêu ái. Chủ tiệm Trần Quả vừa hay cũng chơi vinh quang, kiêm luôn fan cuồng gia thế, vì vậy mà tiệm nét tự nhiên biến thành fan club ngầm. Hành vi hôm nay của cô khẳng định 100% đã làm mất lòng vô số fan trung thành của gia thế, cũng xem như hơi tự hủy chiêu bài. Con đường phía trước thế nào, Trần Quả cũng đôi lần hoang mang. Nhưng mà, cô trước nay không phải kẻ thích nuốt cay đắng vào lòng, từ fan gia thế trở thành anti-fan, lý nào lại hạ mình chiều lòng fan người ta. Việc hôm nay đã làm, gọi là xúc động nhất thời cũng được, dù sao nếu cho chọn lại, Trần Quả khẳng định mình vẫn hành xử như vậy. Dù hiện tại bất an, nhưng cô không muốn để ai biết được, nên cứ tỏ vẻ thờ ơ không cảm xúc. Lại nhìn tên Diệp Tu bên cạnh, thằng này mới thật là không cảm xúc nè. Ngồi giữa bãi chiến trường xem thi đấu mặc kệ thiên hạ luôn. Quá hay, Diệp Tu bỗng hét to một tiếng, làm Trần Quả đang ngẩn người tí nữa giật mình lọt ghế. Cô đang vờ xem thi đấu, để tránh lộ tẩy phải vội đưa mắt về màn hình hùa theo, ừ ừ ừ, quá hay. Lực chú ý quay lại trận đấu, lại nhìn thấy tuyển thủ Vi Thảo đang chiếm ưu thế, hơn nữa còn cách biệt rõ ràng. Trần Quả không biết câu quá hay của Diệp Tu rốt cuộc đang khen ai, lại không thể hỏi, chỉ đành nhịn xuống, xem tuyển thủ vi thảo quật đối thủ tới tấp đến chết. Sau đó xem pha quay lại mới rõ được đầu đuôi, vốn ban đầu tuyển thủ vi thảo rơi vào thế bị động, nhưng nhờ cướp được thời cơ từ một sai lầm của đối thủ mà lội ngược dòng thành công, mới khiến vị đại thần Diệp Tu này hô to như vậy. Sau đó đến trận thứ ba, Trần Quả lại tiếp tục lơ đáng, trong lúc nhìn lướt qua Diệp Tu chợt phát hiện hắn cũng không tập trung. Không nhìn màn hình lớn, tầm mắt lại chăm chú vào màn hình máy tính của một người khách bên cạnh. Người này vốn đang xem trực tiếp trận đấu của gia thế trên mạng, Trần Quả chỉ liếc một chút đã nhận ra, tuyển thủ ứng chiến của gia thế chính là Tô Mộc Tranh. Ngay lập tức, hai người đang ngồi ngay ngắn trước màn hình lớn đồng lòng mẻo đầu sang một bên xem trận đấu của gia thế, tất nhiên đều là vì quan tâm thắng thua của Tô Mộc Tranh. Kết quả, trận này Tô Mộc Tranh giành được thắng lợi ngoạn mục. Đối thủ của gia thế là một đội ngũ top dưới, mục tiêu của họ chính là giữ được vị trí trong liên minh thực lực tuyển thủ không mạnh, tài khoản nhân vật cũng kém, một trời một vực với tuyển thủ hàng sao như Tô Mộc Tranh. Tô Mộc Tranh đánh rất ổn, không vấp thử thách nào đã giành được chiến thắng. Hai người xem ké trận của Tô Mộc Tranh xong ngoảnh đầu về, rồi bắt gặp lẫn nhau. Khụ, hai người tăng hắng nhẹ, đang muốn nói gì đó, bỗng quản lý tiệm nét từ nãy giờ vẫn bị hành động của xếp Trần làm hoang mang, cảm thấy chị hôm nay bình tĩnh lạ thường, tiệm bị người phá nát cũng không nổi báo, Cuối cùng dốc hết can đảm bước lên, báo cáo kết quả sau khi dọn bãi chiến trường. Biết rồi, cái gì hỏng thì gom lại vứt đi, mai tìm thợ lắp cái khác. Trần Quả nghe xong vô cùng bình tĩnh đáp, tiếp tục bật mốt vô cảm. Cái cũ không đi, cái mới không tới. Diệp Tu bên cạnh thì thầm một câu, cậu đang an ủi chị hả? Trần Quả hỏi, không có, nói sự thật thôi. Diệp Tu nói, lúc này phần đấu đơn của Vi Thảo và Lam Vũ cũng chấm dứt. Vi Thảo thắng hai trận, lấy được hai điểm. Làm vũ thắng một, được một điểm. Cả ba trận, Trần Quả đều không tập trung, không có một chút ấn tượng. Sau giờ giải lao, tiếp tục đến phần tổ đội thi đấu lôi đài, MC và khách mời cũng trở nên hưng phấn, cầm danh sách dự thi của hai đội, phát hiện đội hình của chiến đội Vi Thảo có thêm một tên mới, Cao Anh Kiệt. Nếu tôi nhớ không lầm, trước đợi ngôi sao cuối tuần năm nay, Cao Anh Kiệt còn chưa được chính thức lên sân đấu phải không? MC nói, đúng vậy, nhưng từ tiết mục tân binh khiêu chiến của ngôi sao cuối tuần, tin rằng tất cả mọi người đều nhớ rõ màn biểu diễn xuất sắc của tuyển thủ Cao Anh Kiệt. Có lẽ nhờ vậy mà bây giờ cậu ta mới có được một vị trí trong đội hình này. Khách mời cũng thừa dịp nói liên nguyên, vẫn chưa biết Cao Anh Kiệt có xuất hiện trong trận đấu đoàn đội hay không, chúng tôi tạm thời vẫn chưa nhận được danh sách. MC nói, nếu cậu ta vẫn giữ vững phong độ như đợt ngôi sao cuối tuần, tôi cảm thấy Cao Anh Kiệt hoàn toàn có khả năng đảm đương một vị trí chủ lực trong đội. Phi Thảo thật sự đã đào tạo được một nhân vật mới vô cùng xuất sắc. Chính xác, hiện tại ở độ tuổi của cậu ta, liên minh vẫn chưa có người thứ hai đánh ngang tay được với đại thần cấp bậc Vương Kiệt Hy. Hơn nữa còn chiến thắng, chỉ bằng một cuộc chiến, không thể xác định Cao Anh Kiệt đã vượt qua Vương Kiệt Hy. Nhưng đạt được thực lực như vậy ở độ tuổi này, trong liên minh còn ai ngoài Cao Anh Kiệt? À, khách mời xem ra vẫn chưa gạo bài xong đoạn này, bị MC đào hố chôn không biết đường thoát, chỉ đành lúng túng cười hỉ hả cho qua, may mà trận đấu cũng bắt đầu, MC nhanh nhỏ chuyển đề tài, tiếp tục giải thích trận đấu. Tên nhóc cao anh kiệt này thật sự lợi hại thế à? Trần Quả hỏi Diệp Tu, vậy là giỏi lắm rồi. Diệp Tu nói, nếu đánh với cậu thì sao? Trần Quả hỏi, ha ha, Diệp Tu cười mà không đáp. Nói đi, Trần Quả vẫn tiếp tục. Vậy thì phải thử, nói suông không được. Diệp Tu đáp, nói vậy cậu cũng không nắm chắc phần thắng. Trần Quả hỏi, trong giới chuyên nghiệp, không ai dám đảm bảo mình thắng chắc 100%. Diệp Tu nói, ồ Tôi thường ước chừng 90% thôi, làm người dù sao cũng phải chừa đường lui cho mình ha. Diệp Tu bổ sung, Trần Quả im lặng, trên sân đấu, Cao Anh Kiệt dường như được trận đấu ở ngôi sao cuối tuần tiếp thêm niềm tin, trong trận đấu thật sự không phải diễn của liên minh cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc. Nhưng như vậy cũng không giúp Cao Anh Kiệt chiếm được bao nhiêu ưu thế, vì đối thủ của cậu ta không hề kém cạnh. Phu phong của chiến đội Lam Vũ, đây chính là một tuyển thủ hàng sao lọt vào bảng xếp hạng của ngôi sao tụ hội. Cao Anh Kiệt so ra vẫn còn khá non kém. Hơn nữa hai bên còn có một tranh lệch không thể bỏ qua, thẻ tài khoản nhân vật. Cuồng kiếm sĩ Phong mang tuệ kiếm của Vu Phong dù không phải tài khoản cấp thần, nhưng không khác là bao. Ma đạo học giả Mộc Ân của Cao Anh Kiệt vẫn thua người ta một khoảng khá lớn. Cao Anh Kiệt là người được phi thảo bồi dưỡng để kế thừa Vương Kiệt Hy, ngày sau sẽ được tiếp nhận tài khoản Vương Bất Lưu Hành. Chiến đội vi thảo cũng không có đấu pháp dùng hai ma đạo học giả, nên Mộc Ân của Cao Anh Kiệt không được chăm nom quá nhiều, có thể nói chỉ là tài khoản tiện tay cày cấy trong lúc bồi dưỡng cao anh kiệt mà thôi. Nhân vật như vậy đem so với nhân vật trong tay tuyển thủ hàng sao, tất nhiên xuất hiện chênh lệch to lớn. Mà biểu hiện xuất sắc của cao anh kiệt ở ngôi sao cuối tuần giúp cậu ta vững tin vào bản thân, đồng thời cũng làm các chiến đội khác bắt đầu cảnh giác. Không ai sẽ vì cao anh kiệt là người mới mà tỏ ra xem thường. Vu Phong cũng vậy, hiện tại cao anh kiệt vượt lên trước, thay vì bảo do cậu ta đánh tốt, chẳng bằng nói Vu Phong đang dùng chiến thuật hậu phát chế nhân dù sao đối với nhân vật mới lần đầu lên sân tình báo của các chiến đội cũng vô cùng hạn chế ở ngôi sao cuối tuần mọi người xem trọng thực lực của cậu ta nhưng kỹ thuật của cậu ta có đặc điểm gì có thói quen thao tác thế nào có ưu tiên sử dụng kỹ năng nào trước những điều này còn phải từ từ hé mở đối thủ lợi hại bản thân lại chưa hiểu thấu phu phong lựa chọn chiến thuật trên cũng xem như hợp lý người trẻ tuổi ấy một khi đã phá vỡ xiềng xích tương lai nhất định tươi sáng Diệp Tu xem thi đấu không ngừng tấm tắc, dụng ý của Vương Kiệt Hy ở ngôi sao cuối tuần, hắn thấu hiểu được. mươi 394, Giao đấu, cậu nói ai, Trần Quả nghe xong hơi khó hiểu. Trên thực tế với những tuyển thủ của ngành eSports có tuổi đời rất trẻ, ai cũng có thể được gọi là người trẻ tuổi, kể cả những kẻ đã già đến tuổi giải nghệ như Diệp Tu. Diệp Tu ỉ mình già hơn lên mặt gọi người ta là người trẻ tuổi, Trần Quả thật sự không biết hắn đang nói Cao Anh Kiệt hay Vu Phong. Suy nghĩ của cô nghiêng về phía Vu Phong hơn, cô cảm thấy cao anh kiệt nhỏ đến mức gọi người trẻ tuổi cũng không không hợp nói đến những mầm non của vinh quang đó diệp tu vẫn còn đang tự biên tự diễn nói linh tinh gì vậy trần quả lầm bầm thằng nhỏ vu phong này hiện tại đánh ngày càng lên tay diệp tu còn bảo cậu ta vốn không hề kém cỏi trần quả nói cô biết đôi chút về vu phong tuyển thủ thuộc hạng sao cũng được xem như một kẻ hàng đầu trong vinh quang một tuyển thủ quá nổi dù không phải phen mọi người cũng sẽ bị nhồi nhét tin tức bởi việc lộ mặt và lên báo quá nhiều ngôi sao tụ hội năm ngoái hình như không có cậu ta một năm nay tiến bộ lớn đấy diệp tu nói ồ thật à trần quả nhớ lại nhóm tuyển thủ ngôi sao năm ngoái thật sự là nhớ không rõ nữa trưởng thành ở lam vũ theo tôi thì đó là chiến đội có môi trường tốt nhất diệp tu nói vi thảo thì sao trần quả nhịn không được buồn miệng hỏi dù sao vi thảo cũng có một thiên tài bằng tuổi vô đối như cao anh kiệt mà Bên vi thảo à, có lẽ vì thân phận đội quán quân, nên bọn họ yêu cầu đám ma mới hơi nghiêm khắc. Diệp tu thở dài, hắn nhớ tới kiều nhất phàm, thằng nhỏ kiều nhất phàm không mang ánh hào quang như cao anh kiệt, nhưng lại là một khối ngọc thô, cẩn thận mài rũa cũng có thể thành hình. Vi thảo cho cậu nhóc vào đội, chắc hẳn đã phát hiện ra, xong lại không bồi dưỡng cẩn thận, không thể không nói đây là một việc đáng tiếc. Tuy danh sách thi đấu của mấy trận sau còn chưa công khai toàn bộ, nhưng với biểu hiện của Kiều Nhất Phàm ở ngôi sao cuối tuần, diệp tu khẳng định cậu sẽ không giành được một vị trí thi đấu như cao anh kiệt hai người thảo luận vài ba câu trên sân đã xảy ra biến đổi sau khi đi theo con đường hậu phát chế nhân vu phong cuối cùng cũng giành được cơ hội phản kích xong liền chiếm thế chủ động tranh thế công liên tục cao anh kiệt vừa bị áp chế lại trông có chút bàng hoàng trở nên dối bời đây là lần đầu cậu thi đấu chính thức tuy ngôi sao cuối tuần mang về cho cậu lòng tự tin nhưng giờ không giống thế thi đấu chính thức luôn phải chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn mấy trận làm màu kia. bất kỳ người mới nào lần đầu lên sân đều khó tránh bị khớp. nếu thuận buồm xuôi gió, màn phát huy tiếp đấy sẽ diễn ra xuất sắc. nhớ vấp phải sai lầm, thì có khi lo lắng đến thất bại nản lòng. số cao anh kiệt cũng đen, vừa lên sân đã gặp phải tuyển thủ hàng sao. nhân vật và kinh nghiệm đều vượt trội, cậu còn bị đối phương nghịch chuyển tình thế khi đang chiếm ưu thế, tâm lý chênh lệch khó tránh khỏi mất thăng bằng chút tự tin mới xây dựng được có giúp cậu ta chống đỡ đến cùng hay không thế còn phải xem bản thân cậu ta vi thảo không ổn nhỉ trần quả đã phát hiện lúc này nếu không mạo hiểm thì khó lòng đoạt lại tình thế diệp tu thở dài trong mắt hắn cao anh kiệt đã bỏ lỡ cơ hội ba lần tuy không phải cơ hội ăn chắc nhưng cũng là cơ hội để đột phá lại một lần diệp tu thầm nói phía trước cũng lóe lên cơ hội bấy giờ cao anh kiệt chợt ra tay ngay vào lúc nhân vật phong mang tuệ kiếm của vu phong đang xoay người Cậu bèn nhanh chóng bay thấp một khoảng ngắn, chiếm lấy góc chết trong góc nhìn của Vu Phong. Khi Vu Phong giật mình vội xoay người phản công, thì Cao Anh Kiệt đã nhanh hơn một bước, mộc ân vung chổi hất Vu Phong lên không. Sai chiêu hiểm nắm được một cơ hội không được xem là cơ hội. Đây là trận đấu so tốc độ tay và phản ứng, trong nháy mắt ấy, Cao Anh Kiệt lại thể hiện sự tự tin của mình, chỉ bằng một chiêu đã cướp về thế chủ động. Làm tốt đấy, Diệp Tu mỉm cười tán thưởng, mà lúc này, người lo lắng và mừng rỡ hơn cả chính là đội trưởng Vi Thảo Vương Kiệt Hy. Anh hiểu rõ Cao Anh Kiệt, hiểu rõ tầm quan trọng của tiểu tiết ấy. Nếu không bắt được cơ hội này, nó sẽ làm tiêu tan tất cả niềm tin trong Cao Anh Kiệt, nhưng nếu thuận lợi, nó chắn chắn sẽ củng cố thêm niềm tin, bị thua cũng chẳng hề chi, ít ra cậu nhìn thấy được hy vọng chiến thắng, biết bản thân mình có năng lực. Biểu hiện tiếp theo của Cao Anh Kiệt làm Vương Kiệt Hy mừng rỡ vô cùng. Thế tiến công liên tục như cuồng phong bão táp, khiến người ta không nhìn ra được cậu ta có chút sợ hãi nào hiển nhiên cao anh kiệt đang dốc hết toàn lực để giành chiến thắng tất nhiên vương kiệt hy hy vọng có thể nhìn thấy kết quả này tiếc rằng đối thủ của cao anh kiệt cũng thể hiện bản lĩnh mà một tuyển thủ hạng sao nên có dựa vào khả năng chịu đòn của cuồng kiếm sĩ cao hơn ma đạo học giả thực lực nhân vật cũng hơn sa mộc ân sau cùng phu phong nhờ vào lợi thế chịu được thương tổn tích lũy mà nhây chết mộc ân của cao anh kiệt kết quả này vương kiệt hy cũng khá hài lòng bởi anh tin cao anh kiệt hiểu được cậu không thua thực lực và kỹ thuật cá nhân mà thua vì tài khoản nhân vật nếu trận này cao anh kiệt dùng vương bất lưu hành ra trận tình thế chưa chắc giống vậy hoàn cảnh bất lợi chỉ một cơ hội không đủ để xoay chuyển cục diện bình luận viên và khách mời bàn luận xong bèn nghỉ giải lao ít phút trận thứ hai bắt đầu dùng sức chống đỡ của tài khoản nhây chết đối thủ vu phong tất nhiên bị thương nặng trận thứ hai nối tiếp không bao lâu đã hy sinh sau đó tuyển thủ thứ hai của lam vũ ra sân nhờ ưu thế nhỉnh hơn mà vu phong cố giữ trong hai trận đầu thuận lợi đánh bại đối thủ Trận thứ ba, chủ tướng của vi thảo đội trưởng Vương Kiệt Hy lên sân. Tuyển thủ đại thần, nhân vật cấp thần, anh gần như đánh chết đối thủ mà không bị thương. Còn phía Lam Vũ, người thứ ba lên sân cũng là cao thủ đứng đầu của họ, Hoàng Thiếu Thiên. Trận đối đầu của đại thần kiểu này thường hay gặp trong những trận lôi đài tổ đội. Át chủ bài mạnh nhất của hai nhà gia làm chủ tướng trận lôi đài, sự sắp xếp này không hề bất ngờ. Mà đây cũng là trận khán giả mong đợi từ lâu. Bình luận viên và khách mời kẻ sướng người hòa khuấy động bầu không khí, không biết có phải ảo giác không, trận thứ ba chợt khiến ai nấy có cảm giác như khoảng thời gian chờ chuyển cảnh rất dài. Khai chiến, hai bên còn chưa chạm mặt trên bản đồ, tin nhắn đã nhảy liền tù tì trong khung. Trong quá trình chạy, sao Hoàng Thiếu Thiên có thể chịu cô đơn mà im thiên thiết chứ? Hàng loạt câu chữ chả cần biết có lập nội dung không cứ chen nhau xuất hiện. Chẳng qua, lời rác rưởi không phải gặp ai cũng hữu dụng. Hiển nhiên, Vương Kiệt Hy thuộc nhóm người có sức đề kháng cao với lời rác rưởi, phất tình ăn lê với màn spam của Hoàng Thiếu Thiên, anh chỉ bình tĩnh điều khiển Vương bất lưu hành nhanh chóng bay tới chỗ đối thủ. Mà Hoàng Thiếu Thiên như đang bận nghiện tám, không tranh thủ đối mặt trực tiếp với địch, nhân vật chui vào một hẻm nhỏ bên cạnh. Đợi tới lúc Vương Kiệt Hy bắt được, hắn đã spam chừng 3 phút. Trong khoảnh khắc, hàng loạt câu spam ngừng lại, đường kiếm phủ đầy trời. Người chủ động ra tay chính là Vương Kiệt Hy, nhưng lúc hai bên gặp nhau, người ra tay trước lại là Hoàng Thiếu Thiên. Hơn nữa vừa ra tay đã là chiêu mạnh nhất của kiếm khách, ảo ảnh vô hình kiếm. Một đại chiêu không cần bất kỳ chiêu nào làm nền, lại tạo nên một cảnh nền tuyệt đẹp. Vương Kiệt Hy hiển nhiên không biết con mèo vừa cùng mình chơi trốn tìm, spam mấy câu rác rưởi nhàm chán Hoàng Thiếu Thiên thoạt trông rất nhẫn nại, vừa ra tay lại liều lĩnh đến vậy. Chiêu này thật sự làm Vương Kiệt Hy trở tay không kịp. Không dễ tìm thấy giả dạ vũ thanh phiền, anh bèn thao tác Vương bất lưu hành lao xuống từ giữa trời chẳng ngờ lại bị ào ào ánh kiếm ập đến lòng thầm kinh hãi vương kiệt hy vẫn ứng phó theo phản xạ vương bất lưu hành đang lao xuống đột nhiên nhảy bật khỏi trổi chuyển hướng cưỡi trổi về hòng thoát khỏi cảnh nguy hiểm kết quả đường kiếm của giả vũ thanh phiền chợt bay vút lên vương bất lưu hành đã chuyển hướng vẫn không thể chạy thoát tất cả ánh kiếm chạm chúng vương bất lưu hành bị chém cứng giữa không trung rồi bị những đường kiếm biến hướng sáng rực nuốt trọn vương kiệt hy mới bắt đầu đã ăn phải một đại chiêu của hoàng thiếu thiên ô ô ô, không tệ lắm diệp tu gật đầu nè 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 trần quả hơi khó chịu khi nghe thấy giọng điệu của diệp tu tuy diệp tu là đại thần cô thích nhất thế nhưng hoàng thiếu thiên và vương kiệt hy không hề thua kém hắn mà cái thắng này cứ bình luận về đại thần cùng bậc với mình bằng giọng điệu dành cho ma mới như vậy trần quả nghe mà khó ở thế nào nè cái gì bản thân diệp tu không cảm thấy vậy cậu 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 trần quả cậu nửa ngày cũng không biết nên nói gì đành chuyển thành cậu thấy thế nào mới bắt đầu thôi Diệp Tu vừa dứt lời, ảo ảnh vô hình kiếm đã kết thúc. Đường kiếm cuối thổi bay mạnh mẽ, Hoàng Thiếu Thiên hất Vương Bất Lưu Hành bay dính tường. Vương Bất Lưu Hành bị đông cứng sau vụ va chạm, giả vũ thanh phiền cũng bị tê cứng vì kết thúc đại chiêu, thời gian cứng người của hai loại, kẻ giỏi tính toán như Hoàng Thiếu Thiên đã tính sẵn từ lâu. Màn cứng ngắc vừa hết, giả vũ thanh phiền đã dùng tam đoạn chảm nhanh chóng tới trước mặt Vương Bất Lưu Hành. Nếu nhân vật đã hết thời gian cứng ngắc thật mà Vương Bất Lưu Hành bị xui phải đứng yên chút nữa thì quả là tuyệt vời. Nhưng tình hình lúc này khó lòng như thế được. Hoàng Thiếu Thiên đã làm đến cực hạn, nhưng cực hạn chỉ trong khoảnh khắc. Vương Kiệt Hy chẳng phải là một kẻ tùy tiện bỏ lỡ khoảnh khắc. Cứng ngắc vừa dứt, Vương Bất Lưu Hành đã cưỡi trổi bay vút lên trời. Kết quả chợt nghe tiếng kiếm rít, Hoàng Thiếu Thiên đã cưỡng chế cắt ngang tam đoạn chảm một chiêu thăng long chảm xé tuyệt màn trời trên đường di chuyển, chiêu lùi này của Vương Kiệt Hy tất nhiên cũng nằm trong tính toán của hắn. Chương 395: Sự cân bằng nguy hiểm. Trong một trận đối kháng cao cấp, chỉ nhìn kỹ thuật và tốc độ tay không đủ để thưởng thức được cái sâu xa trong đấy trận này hoàng thiếu thiên đặt hai chiếc bẫy liên hoàn dụ vương kiệt hy nhìn qua thì có vẻ như vương kiệt hy đã bị sập bẫy thăng long chảm xé gió bay về phía đường lùi của vương kiệt hy nhưng vương kiệt hy phản ứng nhanh như thể đã đoán trước vương bất lưu hành chợt ngừng giữa trời nhảy khỏi trồi và chuyển hướng không bay đi mà khua hai cái trong không trung trồi quét tạo dòng khí giúp vương bất lưu hành thoáng xê dịch sự di động nhỏ nhoi ấy cũng đủ khiến thăng long chảm của giả vũ thanh phiền bị hụt, sượt qua người vương bất lưu hành vút vào khoảng không phía sau. Hoàng thiếu thiên thấy không ổn, gương mặt hệ thống của vương bất lưu hành không thể hiện biểu cảm gì, vậy mà hắn lại cảm thấy đôi mắt lớn nhỏ của vương bất lưu hành như đang lóe sự mưu mô. Hiện tại, chính hắn mới là người sập vào cái bẫy mà vương kiệt hy tương kế tự kế. Choang choang hai tiếng, trên không, dưới đất, hai bình ma thuật bị đập bể. Mưa băng từ trên trời trút xuống, dùng nham dưới mặt đất bốc lên tiếp đấy vương bất lưu hành chật xoay ngược trổi liên tục đảo trổi về phía dạ vũ thanh phiền đây là kỹ năng của ma đạo học giả trổi lốc xoáy hoàng thiếu thiên không muốn bị dính đòn nhưng rõ là vương kiệt hy đã tính hết mọi mánh khóe của hắn hai bình kỹ năng được ném quá nhanh bằng ấy thời gian không đủ cho hoàng thiếu thiên kịp xoay sở trổi lốc xoáy đã thi triển đến nơi phạm vi lốc xoáy ma pháp ngày càng mở rộng theo động tác xoay tròn của vương bất lưu hành phạm vi bao trùm của kỹ năng này rất lớn Hoàng Thiếu Thiên muốn dùng ngân quang lạc nhẫn để rơi nhanh xuống, nhưng cũng như Vương Kiệt Hy muốn thoát khỏi ảo ảnh vô hình kiếm lúc nãy, phần sau vẫn bị cuốn vào, thế là dính tất cả đòn tấn công, bị trổi lốc xoáy của Vương Bất Lưu hành đập phát ngã nhào từ không trung xuống đất. Ba kỹ năng sát thương, giả vô thanh phiền của Hoàng Thiếu Thiên đều lãnh đủ, so ra thì chỉ số thương tổn còn lớn hơn cả đại chiêu ban đầu mà Vương Bất Lưu hành ăn phải, hắn lỗ to rồi. Mà cái chính là thế chủ động đã rơi vào tay Vương Kiệt Hy, bị đập cho cặp đất còn chưa xong đâu hoàng thiếu thiên lập tức thao tác chịu thân rất ngọt ngay khi bị đập ngã trên đất nhân vật đã theo đà lăn một vòng rồi nhảy ra sau mà ma đạo học giả sau khi hết chiêu trổi lốc xoáy rơi xuống đất cũng dùng chịu thân nếu không chính mình sẽ té ập mặt tuy ngã chẳng tổn thương gì nhưng ngã trước mặt cao thủ thì mất rất nhiều cơ hội chiến đấu và thao tác cơ bản này vương kiệt hy cũng sử dụng ngon ơ nhân vật lăn người rồi nhảy ra sau hai người cùng một động tác đều tăm tắp như được luyện tập lăn người nhảy sau ngay sau đó, bên hông giả vũ thanh phiền chợt lóe lên một đường kiếm, bên vương bất lưu hành cũng phóng một vật thể đen từ tay áo ra. Trong quá trình nhảy sau, cả hai đều đồng loạt phóng kỹ năng, một bên là rút đao chạm, bên kia là áo choàng bóng đêm. Nhưng vì cả hai cùng lăn người kéo giãn khoảng cách, nên hai kỹ năng đều hụt, không ai bị tổn thương. Với khoảng cách này, dường như kiếm khách không làm ăn được gì, ít ra ma đạo học giả còn có vài kỹ năng cự ly xa. Thế nên, nào đạn ma pháp, nào tia ma pháp đồng loạt bổ về phía Giả dạ Vũ Thanh Phiền. Hoàng Thiếu Thiên không hề phản kích mà tung một đại chiêu khác. Bóng người Giả dạ Vũ Thanh Phiền bỗng chốc nhiễu đi, tức thì sinh ra 6 ảo ảnh, chính là kỹ năng bậc nhất của Hoàng Thiếu Thiên, kiếm ảnh bước. Kỹ năng này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và thao tác của người chơi. Sở dĩ Hoàng Thiếu Thiên được tôn là kiếm khách hàng đầu cũng nhờ vào kỹ năng này. Ngay cả Vương Kiệt Hy cũng không thể phân biệt đâu là người thật. Đâu là ảo ảnh, bằng không nó chỉ là một kỹ năng màu mè vô ích. Sáu giả dạ vũ thanh phiền, đồng loạt xông tới, Vương Kiệt Hy không thể phân biệt trực diện, chỉ đành đánh thử. Nhưng kỹ năng cao cấp như kiếm ảnh bước xịn hơn ảnh phân thân của ninja nhiều. Ảnh phân thân của ninja chỉ là một hình nhân bất động có sinh mệnh, đánh vài cái là biến mất. Kiếm ảnh bước thì khác, ảo ảnh sinh ra không có sinh mệnh, đồng thời, vì là ảo ảnh nên đòn tấn công sẽ xuyên thẳng qua, dựa vào cách này để phân biệt đâu thật đâu giả nhưng ảo ảnh lại không hề biến mất vương kiệt hy tung vài kỹ năng ma pháp vào nhân vật trong phạm vi tấn công của mình nhận ra hai ảo ảnh nhưng hoàng thiếu thiên nào để người ta phân biệt thật giả dễ vậy chỉ thấy sáu nhân vật cháo đổi vị trí nhanh đến hoa mắt bình luận viên và khách mời đều ồ lên dưới thao tác này e rằng ngay cả vương kiệt hy cũng không tìm ra hai ảo ảnh mình vừa đánh chúng đang ở nơi nào mà quả vậy vương kiệt hy không tài nào tìm được hai ảo ảnh mình vừa đánh chúng trong sáu nhân vật giống hệt nhau kia nhưng anh biết Hoàng Thiếu Thiên có kỹ thuật này, nên ngay từ đầu chỉ tập trung theo dõi một trong hai ảo ảnh mình đánh chúng mà thôi, chỉ ít đây cũng là chuyện anh làm được. Sau đó NH đánh thử lần hai, tránh ảo ảnh mình đã nhớ lúc trước, tấn công một nhân vật khác. Hoàng Thiếu Thiên nào để Vương Kiệt Hy dễ dàng đánh chúng, bèn né tránh liên tục. Đợt công kích này miễn cưỡng đánh chúng một nhân vật, vẫn là ảo ảnh. Vương Kiệt Hy rất rõ, đánh thử không thể nào kiếm được người thật. Còn nếu chúng mà người thật không né, hoàng thiếu thiên đâu ngu thế sau hai lần thử loại được hai ảo ảnh hoàng thiếu thiên cũng đang điều khiển sáu dạ vũ thành phía từ từ bao vây vương bất lưu hành sáu nhân vật giữ nguyên khoảng cách bắt đầu xoay tròn đâu là người thật trần quả không nén nổi hồi hộp hỏi diệp tu tôi cũng không biết diệp tu lắc đầu kiếm ảnh bước trong tay hoàng thiếu thiếu đã hoàn mỹ đến đỉnh điểm rồi có điều kiếm ảnh bước không thể duy trì mãi đây chỉ là kỹ năng mê hoặc đối phương mà trận đấu phải giết chết đối thủ mới chiến thắng được ngay khi ảo ảnh vừa biến mất, ánh kiếm cũng nhoáng lên. Vương Kiệt Hy có cẩn thận mấy vẫn trúng chiêu như thường. Lần này mà trượt nữa thì Hoàng Thiếu Thiên cần quái gì tốn công dùng kiếm ảnh bước áp chế đối phương lâu tới vậy. Hai người họ, ai sẽ thắng? Tính cách Trần Quả luôn nôn nóng vậy, lúc nào cũng muốn biết trước kết quả. Diệp Tu chỉ trầm chậm lắc đầu, không nói. Trần Quả bất đắc dĩ, đành tiếp tục theo dõi trận đấu. Cuộc đọ sức giữa những đại thần hàng thật giá thật vô cùng hấp dẫn, Rốt cuộc, một số người chơi trong tiệm vốn đang xem trận đấu của gia thế cũng không nén nổi tò mò mà thi thoảng liếc sang màn chiếu, sau đó thì làm phản một loạt, xem thắng thua trận này thế nào trước đã. Hai đại thần, ai cũng không chiếm được ưu thế lâu, song phương công thủ không ngừng biến đổi, thế lực ngang nhau. Sinh mệnh của hai nhân vật cũng rất ngang nhau, xem ra không thể phân thắng bại khi chưa đến phút cuối cùng. phần thắng của Vương Kiệt Hy nhỉnh hơn, bỗng diệp tu dự đoán, tại sao, Trần Quả nhanh nhỏ hỏi cục diện cân bằng là cục diện vương kiệt hi am hiểu nhất hoàng thiếu thiên giỏi về những trận loạn chiến càng loạn cậu ta càng nắm được cơ hội nhưng trận này kịch liệt đấy nhưng không rối loạn người công ta thủ biến đổi hài hòa thật sự rất quy tắc nói cách khác trận đấu cứ tiếp diễn thế này sẽ không có cơ hội cho hoàng thiếu thiên giành chiến thắng trong trường hợp không có gì biến động căn cứ tiết tấu hai người công thủ đại khái kích cuối cùng sẽ bị vương kiệt hi cướp được diệp tu giải thích thật không đấy trần quả hưng phấn hỏi hỏi xong lại không tin lắm chờ mà xem diệp tu bảo và thế trong mắt trần quả kỹ thuật giao đấu sâu xa giữa đôi bên tự dưng tụt hẳn cô bắt đầu đếm lần này là hoàng thiếu thiên tấn công sau đó là vương kiệt hy tấn công sau đó nữa cứ ngồi đếm cho đến khi trận đấu gần kết thúc đôi bên đã vào trạng thái máu đỏ trần quả đếm mãi cũng chiếm được tí ti kinh nghiệm vừa thấy cục diện đã kinh ngạc kêu lên hình như hệt như lời chú em nói diệp tu ngồi cạnh vẫn im lặng chăm chú quan sát trận đấu Hoàng thiếu thiên không còn cách nào khác à? Trần quả hỏi, cứ thế bước vào thế bại trận, làm cô cảm thấy thật khó tin. Có, Diệp tu vòn vẹn đáp, là gì? Trần quả lại hỏi, cô rất thích bắt bài màn kịch. Xem đi, Diệp tu vẫn ngẩng đầu nhìn màn chiếu, ý bảo Trần quả nhìn. Trần quả đếm nãy giờ, nay vừa nhìn màn hình đã phát hiện chỗ bất thường. Ý không đúng, giờ phải là Hoàng thiếu thiên cướp được cơ hội tấn công chứ, sao lại? Tự lầm bẩm một mình, cô chợt phát hiện điều gì, tức thì hớn hở nói, cậu ta cố ý nhường cơ hội tấn công cho Vương Kiệt Hy, như thế, người tấn công cuối cùng chính là cậu ta. Trần Quả chỉ sung sướng được 3 giây, bởi cô nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ từ Diệp Tu. Ngẫm lại mới giật mình, máu của hai bên đã gần cạn, nhưng một lần tấn công sẽ không còn theo tiến độ trước, nếu tiếp tục công thủ tuần hoàn, người ngã trước vẫn là Hoàng Thiếu Thiên, vì cậu ta mất một lần sinh mệnh. Hoàng Thiếu Thiên chỉ muốn phá vỡ cục diện cân bằng này, cố ý đẩy mình vào thế yếu thôi rốt cuộc Diệp Tu cũng đứng ra giải thích, tự đẩy vào thế yếu, coi đó là cơ hội, thì sẽ có khả năng sống sót hơn nếu tiếp tục diễn biến như vậy, nhưng cơ hội không cao. Tôi vẫn thấy Vương Kiệt Hy khả quan hơn, cậu ta biết thừa ý đồ của Hoàng Thiếu Thiên. Có thể bày ra cục diện này, tôi nghĩ cậu ta sẽ có cách khắc chế không cho Hoàng Thiếu Thiên cướp được cơ hội một kích tất sát cuối cùng. Diệp Tu nói, ừm, um, nếu trận này Vương Kiệt Hy thắng, vậy Vi Thảo được 4 điểm, làm vũ chỉ được một điểm thôi. Trần Quả lại tính, chương 396, chủ chốt xoay chuyển tình thế. Vinh quang, hai chữ to hoành tráng bắn ra màn hình, như thể muốn xông vào mặt cả bọn. Không chỉ riêng Diệp Tu và Trần Quả, những khán giả quan sát trận ra thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi trận đấu này rốt cuộc đã phân được thắng bại, sự đặc sắc của nó lưu lại cảm giác cực thỏa mãn, đối với cả những ai không gửi gắm tình cảm chi. Lúc này, những người chơi xem xong trận đấu vẫn chìm trong dư vị, hoàn toàn quên bén cuộc đấu ra thế còn đang tiếp tục bị cậu nói chúng thật coi chiếu lại nghe bình luận viên và khách mời tổng kết trận đấu trần quả nói với diệp tu diệp tu gật nhẹ không nhận xét nhiều lời có thể nói đã nói từ trước chiều hướng cuối cùng của trận đấu đúng là hoàng thiếu thiên cố ý bỏ cơ hội cướp lượt tấn công phá vỡ cân bằng hy vọng có thể giành cơ hội chiến thắng mà vương kiệt hy thuận thế giành luôn quyền kiểm soát không lộ kẽ hở nào để hoàng thiếu thiên một chiêu giết ngay hoàng thiếu thiên bất đắc dĩ đành phải buông tay đánh cược một lần muốn tạo cơ hội ngay tại chỗ không có cơ hội. Song đây quả thật không phải điểm mạnh của hắn, đối thủ lại là Vương Kiệt Hy không thua kém gì, cuối cùng thua trong tiếc nuối. Lúc này, chiến đội Vi Thảo đã lấy được 4 điểm qua hai trận thi đấu, Lam Vũ chỉ được một điểm. Mà trận đấu đoàn đội chiếm 5 điểm trong tổng giá trị. Thông thường vòng đấu chỉ tính điểm tích lũy, không tính thắng thua, tuy Lam Vũ không may chỉ lấy được một điểm, nhưng nó đã thành quá khứ, thi đấu đoàn đội lại bắt đầu một vòng mới, 5 điểm vẫn có thể tiếp tục tranh đấu một phen. Tuy nhiên, mất điểm liên tục ắt sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần. Trong lòng fan ủng hộ Lam Vũ Hiện vô cùng nặng chịu. Thời gian nghỉ sau trận lôi đài khá dài. Tuyển thủ thi đấu đoàn đội thường chính là 6 người đã đấu solo và đấu lôi đài, thay phiên nhau mà lên, nên vẫn phải cho chút thời gian nghỉ ngơi. Diệp Tu rút một điếu dạo quanh, Trần Quả thì tìm phòng nét xác nhận tổn thất sau trận ẩm ý đêm nay. Lúc hai người quay về, bình luận viên và khách mời vẫn đang liếng thoát bàn tán về trận đấu kịch liệt giữa Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hy. Nhưng đối với Trần Quả đã được Diệp Tu phân tích ngắn gọn, cô nghe kiểu gì cũng thấy hai tên này quá nghiệp dư, nói tới nói lui vẫn chưa nói tới điểm chính, khiến người ta nghi ngờ cả hai có phải đang lãng tránh vấn đề không. Bẵng một lúc lâu, đấu đoàn đội mới chính thức bắt đầu. Do trận trước quá ư kích thích, ở mấy trận sau, các khán giả xem trận ra thế bất giác trộm dòm màn chiếu, nội tâm phân vân nên chọn bên nào bỏ bên nào hai bên đấu đoàn đội quả nhiên không có thay đổi gì lớn đều là tập hợp các tuyển thủ đã xuất chiến trước đó khác biệt duy nhất chính là bên Lam Vũ một tuyển thủ bị thay thế đội trưởng Dụ Văn Châu đích thân bước lên thay đổi này trong Lam Vũ là chuyện muôn thuở tốc độ tay của Dụ Văn Châu y như gì tật bẩm sinh nếu muốn một chọi một thì sẽ chịu thiệt rất lớn nên Lam Vũ trước giờ hiếm khi phái Dụ Văn Châu xuất hiện ở hai vòng đầu còn trong đấu đoàn đội vị bậc thầy chiến thuật này chưa từng vắng một hôm hơn nữa còn thường là mục tiêu đầu tiên phải đánh chết của các chiến đội khác, thật khiến người ta vừa mừng vừa sợ. Vào trận nhanh chóng, 10 nhân vật trừ hai người dự bị đã tiến vào bản đồ, dứt khoát bắt đầu sắp xếp vị trí. Trong Diệp Tu nhìn chằm chằm màn hình, Trần Quả nhịn hồi lâu mới bật hỏi, thế nào rồi? Chị chủ, mặt mũi chị thế kia, còn nhìn gì nữa, chị lên lầu ngủ đi, lát nữa xong tôi cho chị biết kết quả. Diệp Tu bất đắc dĩ, không đi, chị đây muốn nghe ý kiến của cậu đó, không được hả? trần quả nói nghe ý kiến của tôi thế thì biết trước tình tiết rồi diệp tu nói tuy diệp tu không chỉ nhìn thấu cục diện đoán chúng kết cục một lần nhưng thẳng thắn nói suy luận của mình thành tình tiết thì vô sỉ đến nghẹn họng trần quả hình tượng đại thần sụp đổ liên tục trần quả nghĩ nếu cứ sống gần diệp tu ở khoảng cách gần thế này thì cùng lắm nửa tháng nữa thôi lòng sùng bái đại thần của cô sẽ biệt tâm biệt tích mất xem cho kỹ bắt đầu rồi diệp tu bảo trận đoàn đội này chẳng thua kém gì trận đọ sức của hai đại thần khi nãy. Dù Văn Châu được xứng danh là một trong bốn bậc thầy chiến thuật đỉnh nhất vinh quang, thế nhưng, trong liên minh xưa nay có câu, nếu không phải giới hạn ở con số 4, đi bầu chọn năm bậc thầy chiến thuật đỉnh nhất, thì người có thể chen vào chắc chắn sẽ là Vương Kiệt Hy. Bởi, có thể thấy, Vương Kiệt Hy không danh thực lực lại có thừa, dẫn dắt phi thảo đạt quán quân hai lần cũng chẳng phải hư danh. Trận đấu đoàn đội này, có đấu pháp chiến thuật, có so đấu kỹ thuật, có đánh úp, có cứng đối cứng, khói lửa hiển hiện, đa dạng phong phú, không bao lâu đã tiến vào giữa trận, màn hình phát sóng bị cắt hoa cả mắt, đạo diễn cũng cực kỳ khó xử, quá nhiều điểm ngoạn mục, bỏ một cảnh sẽ tiếc đứt ruột mất. Trọng trách trên người Vương Kiệt Hy, quá nặng, đúng lúc này, Diệp Tu bỗng thốt một câu, hả, Trần Quả Lơ đáng trả lời, cô đang tập trung xem thi đấu, quên mất cái vụ nghe ngóng kết quả. Trận này, Vi Thảo rơi vào thế bại, Diệp Tu nói, không phải chứ, cậu đã nhìn ra rồi. Lúc hỏi thì không nói, giờ không hỏi, Diệp Tu lại chạy tới xì poi. Vương Kiệt Hy quả thực cần một người phụ mình chia sẻ áp lực. Diệp Tu nói, đâu, Đặng Phục Thăng nè, Lý Diệp Huy nè, hai người Trần Quả nêu tên đều là hai tuyển thủ của chiến đội Vi Thảo được chọn trong 12 ngôi sao. Chị tin không, nếu không phải ở Vi Thảo, hai người kia có lẽ cũng không được chọn trong ngôi sao tụ hội đâu. Diệp Tu trả lời, ý cậu là, lựa chọn của ngôi sao tụ hội Vốn không phải dựa vào thực lực mà dựa vào độ nổi tiếng, lực thu hút giữa các fan. Tuy những người này cũng cần biểu hiện xuất sắc mới thắng được, nhưng có vài nguyên nhân ở phương diện khác. Ví dụ như, trong một đội yếu thì năng lực cá nhân mạnh mẽ càng dễ nổi trội, còn trong đội mạnh sẽ có khả năng bị thành tích xuất sắc của chiến đội che đi những điểm kém của bản thân. Diệp Tu nói, ý cậu là, Đặng Phục Thăng và Lý Diệp Huy thuộc về loại thứ hai, vì quần sáng quán quân đội vi thảo mới bị chọn vào môi sao tụ hội. Trần Quả nói, Tôi nói điều này cốt yếu là để chị hiểu rõ, ngôi sao, không có nghĩa là cấp cao nhất trong liên minh. Dạng như với nghề kỵ sĩ của Đặng Phục Thăng, tôi cảm thấy, hứa bân của đội 300 linh một cử hơn hắn một tí. Vua dây dưa hứa bân, Trần Quả đương nhiên biết rõ người này. Ừm, Diệp Tu gật đầu, vì Thảo nếu không có Vương Kiệt Hy, hoặc nói, Vương Kiệt Hy phát huy không tốt thì sẽ hỏng bét ngay lập tức, bọn họ quá ỷ lại Vương Kiệt Hy rồi. Vinh quang phát triển tới nay đã sớm qua rồi cái thời chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tranh lệch giữa các tuyển thủ đang không ngừng thu hẹp lại, phải bộc phát được sức chiến đấu một cộng một lớn hơn 2, có vậy, đoàn đội mới được coi là xuất sắc. Diệp Tu nói tiếp, thế cậu thấy, trước mắt trong liên minh có đoàn đội nào như thế không? Trần Quả hỏi, Lam Vũ, Diệp Tu đáp nhanh gọn lẹ, đội ngũ tiếp cận gần nhất xu thế phát triển trong tương lai sau này, nhất định là Lam Vũ. Mà nhắc tới cũng buồn, trong đội Lam Vũ, đội trưởng Dụ Văn Châu là quan trọng nhất, nhưng chính cái tay tàn biến thái quét ngang giới chuyên nghiệp của Dụ Văn Châu cũng kéo chân không ít lần. Từng nghe rồi, Trần Quả gật đầu, tay tàn của Dụ Văn Châu, với cả bệnh nói dai của Hoàng Thiếu Thiên tuyệt đối không phải bí mật gì. Có điều, may nhờ tay tàn bẩm sinh, thằng này chắc chắn sẽ trở thành người tồn tại lâu nhất trong liên minh, quả vậy, tốc độ tay còn chẳng có cơ hội thoái hóa nữa mà. Tôi nghĩ rằng, nó cố ý không luyện tốc độ tay, cố ý giữ lại trạng thái tay tàn này, hòng tăng khả năng kéo dài liên tục của mình trong giới chuyên nghiệp Diệp Tu Bảo, khả năng kéo dài liên tục diệp tu đột nhiên dùng thuật ngữ của game để hình dung hiện thực trần quả cảm thấy mình như xuyên không hai người bàn luận trận đấu trên sân vẫn đang diễn ra hướng đi của trận không ngờ lại đi về hướng diệp tu tiên đoán chiến đội vi thảo có một người ngã đầu tiên điều này trong chiến đấu đoàn đội chắc chắn là một dấu hiệu nguy hiểm về sau hiển hiện ngày càng rõ khi vi thảo dứt điểm một người phe lam vũ thì phe họ đã ngủ mất ba người năm trọi ba cục diện thế này đội mạnh thế này muốn nghịch chuyển không phải là chuyện khó bình thường, sau cùng, làm vũ hợp lẽ đánh bại Vi Thảo, lấy được 5 điểm chiến đoàn đội. Người sau vượt người trước, qua trận luân phiên này lấy được 6 điểm, nhiều hơn chiến đội Vi Thảo 2 điểm. Nếu không giải quyết vấn đề đã tồn tại từ lâu ắt sẽ bị đối thủ tìm ra kẽ hở gây đả kích. Lời bình cuối cùng của Diệp Tu, đương nhiên là chỉ điểm yếu quá ỷ lại Vương Kiệt Hy của Vi Thảo. Mà bình luận viên và khách mời đang phát sóng trực tiếp thì bô, lô bô la đếm từng chi tiết hay và dở trong trận, 1, 2, 3, 4, 5 liệt kê ra những nước cờ dở khiến vi thảo bại trận, cuối cùng từ đó bốc ra một cái gọi là điểm chiến thắng của trận đấu. Từ đầu tới cuối, vấn đề Diệp Tu nói không được người này nhắc tới một chữ. Trần Quả nghe mà hoảng hốt, nói thật, vấn đề Diệp Tu nói, cô nghe thì nghe, nhưng chẳng hề nhìn ra, còn trái lại cảm thấy phân tích 1, 2, 3, 4, 5 của bình luận viên và khách mời cực kỳ có trình độ, cách nói của Diệp Tu nghe thật mờ mịt. Xem ra level mình không đủ, Trần Quả yêu thương nhìn về phương xa nếu là hồi trước cô có lý do hoài nghi diệp tu phải chăng đang bốc phét nhưng giờ diệp tu có thân phận gì mặc dù hơi ấy ấy nhưng trần quả cũng rõ so với bình luận viên và khách mời lời hắn lại có sức thuyết phục hơn tốt rồi xem xong rồi diệp tu đứng dậy khua khua cánh tay nên đi cầy thôi dứt lời liền hướng về chỗ ngồi cố định của mình dõi theo tấm lưng bỏ đi trần quả lại thấy dầu dĩ một trận một người có thể nhìn thấu ý đồ của những đại thần trong sân đến cả kẻ thắng người bại, ấy vậy mà chỉ có thể vùi đầu trong tiệm nét của cô, cấp hơn 4 người đánh quái làm nhiệm vụ phá bản tại khu mới như một người chơi bình thường, lãng phí tài năng biết bao nhiêu. Nhất định phải vào giới chuyên nghiệp, Trần Quả quay đầu nhìn màn hình chiếu to to, nắm chặt tay. chương 397, lâu lắm không thấy mấy dòng này. Cuộc sống trong game online vẫn như trước, vẫn ngày ngày cày phó bản, đánh quái, làm nhiệm vụ. Ba việc này vẫn là nội dung chủ yếu của Vinh Quang, đôi lần cập nhật chỉ làm chúng trở nên thú vị hơn song những nội dung nền tảng từ trước đến giờ chưa từng thay đổi hiện nay tất cả công hội lớn đã thỏa hiệp nhượng bộ nhưng diệp tu không hề buông lơi phòng bị kể từ lúc bắt đầu lập công hội hắn đã biết cái đám ấy mãi là kẻ thù đối phương tạm thỏa hiệp chẳng qua là do không tìm được thủ đoạn đánh trả mà thôi biết đâu ngày nào đấy chúng bất thình lình nghĩ ra chiêu trò gì ngay lập tức sẽ tiến công như vũ bão cho xem chắc chắn chúng sẽ không báo trước đâu nếu muốn thu thập tình báo biện pháp tốt nhất đương nhiên là nằm vùng được nghìn người hướng tới, vạn người phỉ nhổ kia. Nhưng Hưng Hân chỉ mới thành lập, không những chẳng có tên cấp dưới nào đáng tin, mà dù có thì đẳng cấp cũng không đủ tư cách gia nhập vào những công hội có câu lạc bộ kia. Tuy nhiên, từ đó cho thấy phẩm chất của Hưng Hân rất sang chảnh, công hội vừa thành lập đã trực tiếp trở thành đối thủ cạnh tranh của công hội dưới chướng câu lạc bộ. Chuyện này quả thực có một không hai trong lịch sử vinh quang, kể cả khi khai hoang ở khu mới. Phương án nào cũng không dùng được, Hưng Hân chỉ có thể chậm chậm phát triển từng bước. Từ ngày Lam Hà trở về sử dụng tài khoản hội trưởng công hội Lam Khê Các, cậu không còn đăng nhập Việt sắc nữa. Mà Diệp Tu đã sớm khóa chức năng xin vào công hội, số thành viên của Hưng Hân cũng ngừng tăng. Các thành viên trong công hội đã được Lam Hà sắp xếp ổn thỏa hết, giờ mọi người chỉ cần luyện cấp theo trình tự thôi, vui vẻ hòa thuận, không xảy ra chuyện nghỉ. Chẳng qua so với lúc mới thành lập công hội, sự nhiệt tình của mọi người phai đi không ít nhìn mức tăng trưởng trên thanh kinh nghiệm của công hội là biết ngay. Mấy ngày nay, lòng nhiệt tình với nhiệm vụ công hội dần trở nên vơi bớt, không giống mấy ngày đầu coi nhiệm vụ công hội như trung tâm của cả trò chơi. Tất nhiên, không nên quá thúc ép với tình huống trước mắt của Hưng Hân, công hội có thể yên bình phát triển là tốt rồi. Trong vòng vài ngày, Diệp Tu vừa lưu ý bên Hồ Thiên Ba vừa hỏi han thành viên công hội tình hình luyện cấp ở các khu khác. Kết quả, trong trò chơi thực sự bình yên đến không tưởng được, dường như thoáng chốc không còn xảy ra bất kỳ cuộc tranh đấu nào năm ngày nhanh chóng trôi qua thiên thành với mã hậu pháo thuận lợi gia nhập công hội hưng hân đến dạng sáng hưng hân có thể khiêu chiến kỷ lục phó bản hồ thiên ba rồi kỷ lục phó bản hồ thiên ba trong năm ngày cũng có vài đột phá lẻ tẻ diệp tu để ý tất cả nhưng lòng hắn rõ ràng một khi hắn đã lên sân khấu thì mấy thành tích ấy sẽ bị đột phá dễ dàng không phải bản hướng dẫn phó bản hắn bán cho các công hội có ẩn giấu điều chi mà vì họ chủ yếu chỉ đánh theo hướng dẫn, mấu chốt vẫn là phương diện kỹ thuật. Cấp càng cao, phó bản lại càng khó. Quân đoàn dẫn đầu của đám công hội có câu lạc bộ là người chơi thâm niên, nhưng phó bản cấp 40 cũng là chuyện ba người không ứng phó nổi. Nếu đổi thành thôn tân thủ hay phó bản rừng rậm cách lâm vừa ra khỏi thôn tân thủ, ba đi người đi cả bản không thành vấn đề. Mà càng nhiều khó khăn, những người kỹ thuật trên cả cao thủ như Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, thậm chí cả Đường Nhu đều có thể hiển lộ thành tích của bản thân. Có thể ví dụ cụ thể như sau, đội ngũ của Diệp Tu luôn không cần mục sư. Mà đội phó bản thông thường đến giai đoạn này hiếm đội nào không mang mục sư theo lắm. Đến gần thời điểm này, Diệp Tu trở nên cẩn thận hơn. Nguyên nhân các công hội coi hắn là kẻ thù cũng là vì hắn hoàn toàn độc chiếm kỷ lục phó bản. Tất cả công hội lớn chắc đã biết hưng hân định bụng nhúng tay vào kỷ lục phó bản rồi, có lẽ sớm có âm mưu chờ tới giây phút cuối cùng mới thi triển. Tiếng chuông báo không giờ gõ vang, diệp tu sớm đã dẫn một đội năm người đến cửa phó bản hồ thiên ba trước đấy diệp tu cũng cẩn thận bơi kiểm tra một vòng xác thực không có người của công hội khác bên cạnh thế thì không phải đề phòng vừa ra khỏi phó bản liền gặp mai phục yên bình thiệt đó hả chẳng quen chút nào diệp tu vừa vào đầu vừa nói trong kênh đội ngũ yên bình mà chú mày còn không vui tên không đỏ thì không thoải mái hả trần quả khinh bỉ sâu sắc khiêu chiến phó bản là thời khắc trọng đại Trần Quả cảm thấy với tư cách boss đứng sau màn của mình, cô phải tự mình đến chỉ đạo. Mấy tên cùng lăn lộn ở Hồ Thiên Ba cũng quen với việc bên Diệp Tu thỉnh thoảng truyền ra giọng con gái, qua giới thiệu thì biết được đây mới là xếp sòng sau màn. Thiên Thành với Mã Hậu Pháo nghe xong đều thầm kinh hãi. Xếp sòng giấu mặt của Đại Thần Diệp Thu ư, nhân vật này có lai lịch thế nào? Hôm nay nghe thấy xếp tự mình đến giám sát chiến trận, chắc hẳn coi trọng lần khiêu chiến phó bản này, hai tên cùng ngồi nghiêm chỉnh, không dám chủ quan chút nào vào bản nào, Diệp Tu nói xong liền chỉ huy quân Mạc Tiếu vào bản đầu tiên, bốn người khác lần lượt đuổi theo. Đã lâu không khiêu chiến kỷ lục phó bản, đây là chuyện đường nhu thích làm, ý chí chiến đấu dâng cao ngùn ngụt, chẳng qua cũng biết khiêu chiến kỷ lục phải chú trọng mỗi một chi tiết nhỏ. Những thứ cần chú ý, Diệp Tu đã sớm dặn dò cô rồi. Mấy ngày nay, cả bọn luôn đánh bản và rèn luyện đấu pháp từ sớm, nếu muốn lập kỷ lục thì có thể lập ngay, chẳng qua vẫn giữ sức vì mục đích treo tên hưng hân lên đấy dù thế nào người chỉ có nhiều đấy lỡ mà đánh phá kỷ lục trước ngay cả diệp tu cũng không hứa chắc có thể tự phá kỷ lục của mình hay không vượt qua chính mình vốn là chuyện khó làm nhất mà diệp tu vẫn rất tự tin với việc tạo nên kỷ lục bởi đội ngũ này tuy kỹ thuật và thực lực của thiên thành và mã hậu pháo không thể so với bánh bao xâm lấn nhưng thuộc tính lơ ngơ của bánh bao thực sự là quả bom hẹn giờ thứ cần tỉ mỉ như chuyện lập kỷ lục dẫn theo bánh bao ngược lại làm diệp tu khá lo lắng dù bánh bao xâm lấn đã luyện tập vô cùng nguyền nguyễn, Diệp Tu vẫn sợ cậu ta nhất thời hứng lên liều mạng. Hai tay lão luyện như thiên thành và mã hậu pháo khiến Diệp Tu yên tâm hơn nhiều. Dựa theo đấu pháp đã luyện nhiều ngày, lần này tất cả đều phát huy toàn lực, Diệp Tu xông lên trước đảm nhận vị trí MT. Nhưng ai nấy đều biết, MT như Diệp Tu thực sự không phải một MT thường. MT bình thường phải dựa vào nhiều kỹ năng tạo thù hận để kéo thù hận ổn định, rồi sau đó đám DPS trong đội phải cẩn thận khống chế, không được vượt qua, không được đánh nhầm. Nhưng khi Diệp Tu làm MT, hắn nhờ sát thương mạnh hơn để đoạt thù hận, những người khác chả cần khống chế nhiều. Có thể nói, Diệp Tu tự mình gánh chịu đa số độ khó trong phó bản, khiến yêu cầu gánh vác với những người khác giảm đi đáng kể. Đấu pháp như thế, những tên già đời như thiên thành với mã hậu pháo chắc chắn không mắc lỗi, bởi chuyện họ cần làm thực sự quá đơn giản.